Hôm nay, chúng tôi hân hạnh được trình chiếu một trong những bài thuyết giảng sâu sắc với tựa đề Kinh Lăng Nghiêm, các loại ấm ma, sắc ấm và thọ ấm, phần 1 trên 9 phần trong tiết mục giữa thầy và trò, được giảng bằng tiếng Anh vào ngày 26 tháng 12 năm 2018 tại Đài Loan, còn được biết là Formosa. Quý vị khỏe không? Dạ khỏe. Mọi người khỏe không? Thưa sư phụ khỏe không ạ? Quý vị khỏe không? Tiếng Đức? Dạ khỏe ạ. Quý vị khỏe không? Tiếng Tây Ban Nha? Dạ khỏe ạ. À, tôi chỉ biết thế thôi. Tiếng Nga tôi không biết. Quý vị khỏe không? Tiếng Nga nói thế nào? Quý vị khỏe không? Quý vị khỏe không? Tiếng Pháp. Chúng con rất khỏe. À, tôi cố gắng làm minh sư hiện đại. Giày cao gót, môi son, nón. Có lẽ tôi nên mặc như thế này, hoặc kiểu này hoặc kiểu kia, thì mọi người tin tôi hơn, phải không? Dạ không, không à. Kỳ bế quan này, có lẽ chúng ta không cần nhiều câu hỏi, chỉ cần nghe một số giáo lý quý báu thời xưa. Rất khó tìm được kinh này, và rất khó tìm được người giúp quý vị. Không sao, sư huynh. Tôi mạnh mà. Trời ơi, thấy không? Quý vị biết ý tôi ha? Nếu tôi xuất gia thì có lẽ tốt hơn. Cuộc đời đơn giản hơn. Hai hoặc ba bộ quần áo, không có gì khác. Có lẽ thêm cái mền. Mỗi lần tôi phải di chuyển đến nơi nào đó để thuyết pháp, ôi chao, hành lý nhiều vô cùng. Tôi tưởng mình thoát khỏi kiểu sống đó rồi chứ. Ngay cả lúc còn hôn nhân, tôi cũng không có nhiều hành lý như thế. Bây giờ nghĩ tới điều đó, khi còn có gia đình, cuộc đời tôi đơn giản hơn bây giờ. À, tôi không biết tại sao. Quý vị nói tôi biết được không? Anh Ấn Độ, Ngài là vô thượng sư. Danh hiệu đáng sợ, quá nhiều con cái. Quá nhiều con cái à? À, thì chắc là vậy thôi. Không, chỉ là tôi thật sự không biết tại sao tôi phải làm điều này. Tôi không biết tại sao tôi phải làm vậy, tôi phải làm thôi, tôi luôn hỏi thiên đàng. Bây giờ tôi có thể mặc đơn giản hơn không? Tôi già rồi. Không, Ngài cứ làm như thường lệ. Như thường lệ nghĩa là sao? Khi còn là người tại gia, tôi có cuộc sống đơn giản hơn. Khi tôi còn tại gia thì còn đơn giản hơn nữa. Tôi mặc quần áo đẹp nhưng không cần phải có quá nhiều quần áo. Bây giờ tôi là người mẫu cho chính thương hiệu của tôi, người mẫu cho nữ trang và người mẫu cho... À, tôi không biết, gì cũng được. À, rất nhiều công việc, nhiều vai diễn khác nhau cho một người. Ôi chào, sư phụ, quý vị không thể tưởng tượng nổi. Không hiểu tại sao mấy người xuất gia lại đến gặp tôi nhỉ? Vì tôi trông không giống bất cứ người thánh thiện nào cả. Đúng không? Có lẽ quý vị thì khác. Quý vị thích người mẫu thời trang.
À, quý vị đến gặp tôi, nhưng tôi không biết họ muốn tìm gì ở đây. Tôi trông không giống họ. Họ từ chùa bước ra, tôi từ hang động bước ra, chứ không phải từ chùa nào hết. Nhìn không giống nhau. Được, cứ để như thế, tốt. Để cho họ cách biệt một chút. Tốt, tránh xa họ. Ý tôi nói, trừ khi quý vị đến với lòng tôn trọng, nếu quý vị muốn giúp họ hoặc làm gì đó, nhưng đừng làm quá mức. Họ tự lập, họ quen với điều đó rồi, tự chăm sóc bản thân họ. Ngoại trừ khi họ không biết chỗ, thì quý vị có thể chỉ cho họ, nhưng đừng bám sát họ và đừng làm cho đời sống họ không thoải mái. Họ là người xuất gia, họ rất nhã nhặn. Được rồi, vậy chúng ta tiếp tục với công việc của Phật. Chuyện Phật. Khi quý vị tu đạo, có 10 trạng thái nhập định. Đạo hoặc chân lý hoặc pháp, hay là giáo lý chân chánh. Tương tự, đạo giáo gọi đó là đạo. Tín đồ Thiên Chúa giáo gọi là ngôi lời. Được rồi, quý vị tu ngôi lời của Thượng Đế. Trong Phật giáo, họ gọi là con đường. Con đường, chân lý, đạo pháp, vân vân. Tương tự, trong các tôn giáo khác, họ gọi việc chúng ta đang làm là Dhyana, Chan, Zen, Thiền. Vì vậy, khi tu đạo, hoặc chân lý, hoặc đạo pháp, con đường, quý vị sẽ gặp 10 loại thể nghiệm nhập định bên trong. Khi đó, quý vị có thể nhầm lẫn những thể nghiệm này là khai ngộ tối hậu. Vì vậy, một số ma quỷ tương ứng với trạng thái tâm trí hoặc thể nghiệm nhập định của quý vị lúc đó, chúng có thể nhập vào quý vị, chúng có thể ở quanh quý vị. Và rồi chúng sẽ phỉnh gạt quý vị, làm quý vị nghĩ rằng mình đã đắc đại đạo, hoặc khai ngộ hoàn toàn, nhưng chưa phải. Nên lúc đó Đức Phật cảnh báo các tăng ni của Ngài, đây là 10 trạng thái của tâm trí. Nên hôm qua ta nói với quý vị về trạng thái thứ nhất rồi. Khi tôi đọc những giai đoạn này, có lẽ quý vị sẽ nhận ra mình ở trong một hoặc các trạng thái đó. Vậy nên hãy chú ý. Chúng ta nên thật sự cảm ơn các vị minh sư, chư tăng ni, học giả quá khứ, những người đã dành thời gian để ghi chép lại lời dạy của Đức Phật sau khi vị minh sư nhập Niết Bàn. Và cả những người trong quá khứ và hiện tại, cư sĩ hoặc chư tăng ni, những vị thật sự tận tâm, hy sinh thời gian và sức khỏe quý báu của họ, hoặc trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, để dịch kinh điển, để tôi có thể đọc cho quý vị. Chúng ta phải cảm ơn họ. Chúc họ được ban phước mãi mãi bởi tất cả chư Phật, quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúc họ công đức vô lượng, mong họ được giải thoát mãi mãi. Cảm ơn quý vị. Theo các tín đồ và truyền thống Phật giáo, thì khi đọc kinh này kia là phải thắp hương dâng hoa, lễ bái cuốn kinh trước, kính cẩn cảm tạ chư Phật và Bồ Tát mười phương, rồi mới đọc. Rồi cũng phải phủ khăn lụa thuần chai hay là miếng vải đẹp lên cuốn kinh đó, nhưng tôi làm theo cách bình dị hơn, dễ dàng và đơn giản hơn. Xin tất cả chư Phật thứ lỗi cho tôi nói, nếu tôi có làm gì không đúng theo truyền thống, nhưng tâm tôi vẫn hết lòng tôn kính. Có điều tôi không thể làm vậy hoài được, cho nên tất cả tội lỗi, bất cứ điều gì tôi làm sai, tôi xin nhận lãnh tất cả, để ít ra người khác, khi họ nghe tới danh hiệu của chư Phật, thì họ cũng được lợi ích theo như kinh điển đã nói. Hôm qua,
Tôi đã đọc đến phần như mắt sáng tỏ, rõ thấu mười phương, không còn tối tăm. Một số quý vị có thể nghiệm đó vào lúc ban đầu hoặc ở giữa con đường đạo của quý vị. Không còn tối tăm, gọi là dứt sạch sắc ấm. Người ấy có thể vượt ra khỏi kiếp trước. Đó là đã giai đoạn rất đáng kể rồi. Bởi vì quý vị có thể vượt qua rất nhiều tỷ kiếp tích lũy, bụi bặm rác rến, những quan điểm sai lầm, vân vân. Quý vị vẫn ổn chứ? Dạ. Ngồi ổn chứ? Dạ ổn, thưa sư phụ. Không lạnh quá chứ? Dạ không. Cho dù nói vậy, trời vẫn lạnh. Biết làm gì đây? Nói quý vị rồi, sư phụ quý vị không có căn nhà nào hết. Đây là chỗ mới, và chúng ta đã có một vài thứ rồi, thấy không? Nhìn kìa, hôm nay họ đã làm cái này và cái đó. Giá đẹp, sư phụ. Nghe này, tôi thật sự ao ước làm người xuất gia giống Đức Phật. Làm Phật cũng tốt. Bình thường tôi không màng là Phật hay không là Phật. Nói quý vị rồi, tôi ở đẳng cấp nào cũng được. Miễn là lực lượng của tôi không bị lấy đi, để tôi có thể tiếp tục giúp thế giới. Hôm nay, tôi thật sự muốn giống như Đức Phật, thành Phật. Vậy thì người ta sẽ lát vàng trên mặt đất, chỉ để Ngài bước lên. Thậm chí, phòng của Ngài được gọi là phòng thơm, có đủ loại nhang, hoặc một số hoa thơm, hương thơm. Họ gọi nó là phòng hương. Đó là phòng của Đức Phật. Phòng tôi phải dọn dẹp mấy ngày liền bởi vì nó có mùi kinh khủng. Dù sao, tôi đã đổi phòng rồi, thế mà lúc đó tôi vẫn thấy thoải mái. Tưởng tượng coi, ràng buộc hả? Đó là vì nó là phòng đầu tiên tôi dọn vào khi tới đây. Và nó có máy điều hòa, tôi đã kể rồi. Nếu muốn lạnh, chỉ cần bấm một cái nút. Nếu muốn nhiệt, bấm nút khác. Chà, thoải mái, thậm chí không muốn dọn ra khỏi căn phòng nặng mùi. Lâu rồi không ai ở, nên nó nặng mùi. Đó là chúng ta, người trong nhục thân. Nó luôn ràng buộc với cái gì đó. Khác biệt duy nhất giữa chúng ta và người bình thường bên ngoài là chúng ta biết khi nào mình bị ràng buộc và mình cắt. Chúng ta không tốt hơn người nào. Khác biệt duy nhất là chúng ta có thể chặt, chế ngự, cắt nó. Tương tự như các vị tăng ni đáng tôn kính. Họ biết khi nào họ bị tác động bởi ngoại cảnh hoặc bởi ngũ uẩn. Thân thể của chính họ, họ chỉ cắt. Đôi lúc dĩ nhiên không dễ, nhưng quý vị sẽ quen với chuyện cắt. Nếu nhất quyết trở thành gì đó hoặc làm gì đó, thì mục tiêu của quý vị sẽ quan trọng hơn bất cứ gì bên cạnh quý vị. Là vậy đó. Tôi cũng thích tiện nghi. Tôi không nói với quý vị rằng tôi không màng chuyện gì cả. Điều đó không đúng. Tôi thích hang động và mấy túp nhà nhỏ bởi vì tôi không phải phụ thuộc vào người khác giúp dọn dẹp. Mọi thứ ở trong tầm tay tôi. Lý do tôi cũng thích phòng nhỏ hơi nặng mùi đó là bởi vì họ để mọi thứ ở đó rồi. Thế nên tôi không phải đi bất cứ đâu để tìm. Và phòng tắm ngay bên cạnh ghế sofa. Thậm chí không phải đi xa, tôi chỉ cần lăn từ ghế sofa xuống và rồi đi làm việc đó. Rất thoải mái khi mình bận rộn và cũng lớn tuổi. Thậm chí phòng nhỏ nặng mùi, mình thích nó bởi vì nó là phòng đầu tiên mình có rồi, cảm thấy thoải mái trong đó. Và sau khi làm việc vất vả hoặc tọa thiền, mình thật vui sướng nếu có nơi nào đó thoải mái, ấm cúng hoặc an toàn. Nhưng tôi dọn đi bởi vì nơi đó không phải cho tôi. Chỗ đó không phải cho tôi, nên tôi dọn đến phòng khách sạn trống không. Với hàng tỷ tỷ sao, tỷ 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 sao, sang hơn, nhiều sao hơn. Không biết tại sao tôi lại kể chuyện này. Tôi nghĩ cũng không tới nỗi nào, giúp quý vị thư giãn. Kiểu bạn bè với nhau rồi quý vị có thể lắng nghe tôi nói. Không cảm thấy quá sợ hãi. Vô thượng sư.
Và rồi và khi ấy vượt ra khỏi kiếp trượt. Sau đó, họ xem kỹ nguyên do của sắc ấm, nhận ra vọng tưởng kiên cố chính là cội gốc. Sau đó, họ biết rằng bất cứ điều gì mình nghĩ vọng tưởng, nghĩa là thay vì suy nghĩ về Đức Phật, hoặc muốn thành Phật, muốn đồng nhất thể với Thượng Đế, hoặc muốn tu hành, cho đến khi thật sự đạt được khai ngộ hoàn toàn, để có thể giúp tha nhân nhưng lại nghĩ tới mấy điều khác. Và rồi bất cứ điều gì quý vị nghĩ nó có thể cô động lại, thành hình tướng, hoặc thể nghiệm cho quý vị, thậm chí mạnh hơn hoặc liên tiếp. Như phần lớn con người suy nghĩ hoặc các chúng sinh khác suy nghĩ, sau đó nó cô đặc thành một hình thể con người, sông núi, cây cối, con người, loài vật, vân vân. Nên sau khi đi qua trạng thái đầu tiên này, họ sẽ nhận ra rằng mọi thứ đều đến từ vọng tưởng. Vậy Anand, ngay trong định này, người đó quán xét thật kỹ, thì thậm chí họ sẽ thấy bản tánh diệu minh. Và khi thấy bản tánh diệu minh, thì tứ đại không còn đan dệt với nhau nữa. Trong chốc lát, thân thể thoát ra khỏi ngăn ngại. Trạng thái này gọi là tinh minh trôi vào tiền cảnh. Hôm qua chúng ta đã đọc đến đây. Sau khi quý vị đã nhận ra rằng mọi thứ chỉ đến từ vọng tưởng của tâm trí, thì thân thể tứ đại sẽ bị tách ra khỏi ánh sáng, và rồi ánh sáng sẽ chiếu rọi. Khi đó quý vị sẽ tạm thời thấy ánh sáng thiên đàng nội tại. Cũng giống như lúc tâm ấn, quý vị chưa hề thấy ánh sáng thiên đàng nội tại trước đó, nhưng lúc thọ tâm ấn, quý vị thấy ánh sáng, bởi vì tạm thời lực lượng của Minh Sư tách rời yếu tố, hình tướng, vật chất cô đặc của quý vị với bản chất của ánh sáng, nên quý vị thấy nó, và quý vị vừa mới tạm rời khỏi thân thể mà thậm chí không biết. Vì nếu Minh Sư kéo hồn hay tinh túy ra khỏi thân thể quý vị ngay lập tức, thì quý vị sẽ chết hoặc sẽ bị sốc quá nặng. Nhưng kéo rất nhẹ, nhẹ nhàng, nên quý vị không biết linh hồn vừa rời khỏi thân thể, quý vị có thể hòa nhập với ánh sáng thiên đàng nội tại. Nhưng nếu nghĩ họ đã thành thánh rồi, và khởi tâm chứng thánh, thì liền rơi vào tà kiến. Đó là một giai đoạn tu tập, nhập định. Bây giờ giai đoạn thứ hai là khi hành giả thiền, họ có thể quán tưởng chăm chú, bởi vì họ thấy ánh sáng thiên đàng nội tại. Dĩ nhiên họ sẽ thắc mắc, tâm họ rất mừng, rất chăm chú tập trung và quán xét ánh sáng. Có lẽ suy nghĩ, ồ, đó là gì vậy? Trước đây chưa bao giờ thấy ánh sáng từ đâu đến, nó sẽ làm gì mình đây? Hoặc có lẽ họ không nghĩ gì cả, chỉ tập trung vào đó. Và rồi ánh sáng này sẽ tràn ngập khắp thân họ. Bỗng nhiên, họ có thể lượm ra những con trùng, con sáng từ trong thân mình. Thật dễ sợ. Không, đó có lẽ bởi vì quý vị đã đạt được lực lượng nào đó rồi. Do đó có thể tự chữa bệnh. Cho dù có con trùng, con sáng hoặc gì đó trong thân thể, quý vị cũng có thể tống nó ra. Có lẽ quý vị không có ý làm vậy, chỉ là giai đoạn này sẽ không cho phép những thứ như vậy bám vào thân thể của quý vị. Chà, tuyệt diệu không? Dạ, thưa Sư Phụ. Ồ, bây giờ không có gì đáng kể, bởi vì nếu có con trùng, con sáng, quý vị chỉ cần đi gặp bác sĩ, uống vào viên thuốc là xong, không cần thiền nhiều, thành ra quý vị mới lười, không tọa thiền nhiều. Thời xưa, đây là vấn đề trọng đại. Thời xưa, không phải ai hoặc không phải tu sĩ nào cũng sống ở thành thị. Nếu ở thủ đô hoặc thành thị, thì dễ đi gặp bác sĩ và chữa bệnh cho mình hơn. Nhưng nếu sống trong vùng núi xa, như nhiều đạo sĩ Ấn Độ sống trên rặng Hy Mã Lạp Sơn, trong khu vực Gomok,
ở đầu nguồn sông Hằng, thì rất xa xôi. Họ hầu như không tiếp xúc với bất cứ người nào, ngoại trừ có lẽ đôi khi vài người mang lương thực đến hoặc họ đi bộ xuống mua lương thực, rồi quay trở lên. Ở đó cũng không có đường đi. Quý vị phải tự xác định phương hướng để đi. Vì tuyết bao phủ khắp mọi thứ, mình không biết đường đi ở đâu, rất khó khăn. Có lúc mình bị ngã xuống hố, thành ra khi tôi trở lại từ nguồn sông Hằng, người ta bái lại tôi. Tôi không hề nói lời nào. Mấy người Ấn Độ nói với nhau. Họ nghĩ tôi là thánh, bởi vì tôi sống sót. Tôi trở lại, thế là họ bái lại tôi. Tôi sợ tôi chạy mất. Gì vậy? Vì một ông lão râu tóc bạc trắng rồi mà bái lại mình, quý vị có sợ không? Dạ sợ, phải. Tôi bật dậy và chạy mất. Không, không, không được, gì vậy? Bây giờ, ngay cả họ có thể làm điều đó, mà thân thể vẫn nguyên vẹn, không bị tổn thương. Dĩ nhiên, mọi việc được thực hiện qua thần thông. Trạng thái này, thật ra, những người tu bạch thần thông cũng có thể làm tương tự như thế, có lẽ ở đẳng cấp thấp hơn, nhưng có thể làm được. Thậm chí ở Âu Lạc Việt Nam hay Trung Quốc, một số người có thần thông, mấy người giỏi, họ chỉ cần chạm vào chỗ bệnh, chỗ bị bệnh trên thân thể của mình và rút nhiều thứ ra. Đôi khi họ rút những thứ như tóc ra khỏi dạ dày của mình. Có người dùng phép thuật để một nắm tóc vào bên trong, và người khác có thần thông cao hơn đến lấy ra, và mình có thể thấy tóc vẫn còn sủi bọt và nóng hổi. Họ lấy nó ra chỉ như thế đó, không cần mổ xẻ, không gì hết. Dĩ nhiên, ngày nay chúng ta không có nhiều người có thần thông đó nữa, nhưng chúng ta vẫn còn một số ở Lạc Việt Nam, thí dụ vậy. Có lẽ Trung Quốc, hoặc có lẽ Tây Tạng cũng có, hoặc các quốc gia châu Á, họ vẫn tiếp tục tu tập kiểu truyền thống này, nhưng khó tìm được họ. Khó tìm bởi vì vị thầy có tuổi không phải lúc nào cũng nhận đệ tử tùy tiện. Ông phải xem người nào xứng đáng để ông truyền toàn bộ kiến thức và lực lượng cho người đó để kế vị ông. Rất khó tìm, cũng khó y như đi tìm minh sư, giống nhau. Có lẽ khó ít hơn, nhưng không như chuyện bình thường. Thật đáng sợ, đó là một thứ rất đáng sợ. Nhưng đó là thần thông dựa vào ngoại lực. Như mình cần phải có vị pháp sư này, đến rút nó ra cho mình. Bởi vì đôi khi người ta ngã bệnh vô cớ, tôi không biết có kẻ thù nào đó đã thuê thầy phù thủy làm hại họ, và rồi họ tự nhiên ngã bệnh, họ không biết tại sao, không bác sĩ nào chữa được, bác sĩ không hiểu nguyên do, nhất là vào thời xưa, họ cũng không có X quang. Ngày nay thì dễ hơn, dùng siêu âm X quang thì có thể tìm thấy gì đó, và rồi phẫu thuật lấy nó ra. Nhưng thời xưa thì không thể. Mình dựa vào pháp sư, hoặc thầy lang, hoặc người có thần thông để giúp. Nhưng người tu hành này, do lực lượng tập trung lúc nhập định, họ có thể tự mình làm như thế, mà không cần phải chạm vào thân thể hoặc phẫu thuật chính họ, không làm gì hết, ngay cả không cố ý. Chỉ tự nhiên xảy ra. Cũng giống như càng tu hành, quý vị càng khỏe mạnh hơn. Nếu thật sự tu hành tốt, hết sức nỗ lực và thành tâm, quý vị sẽ không gặp nhiều khó khăn trong đời sống. Cho dù có gặp đi nữa, lực lượng minh sư và lực lượng thiền định của chính quý vị sẽ giúp làm giảm đi dễ hơn. Và rồi, nhưng thân thể vẫn còn nguyên vẹn, không bị tổn thương. Khi đạt tới trạng thái này được gọi là tinh minh, tràn qua hình thể, thậm chí cũng tràn qua thân thể của mình, không chỉ trước mặt mình, mà còn tràn qua sức, không phải tìm kiếm sức, tràn qua, chạy qua rất mạnh.
nên họ gọi là tràn qua ánh sáng thiên đàng nội tại, tràn qua thân thể của mình. Thành ra côn trùng hay con dung hay bất cứ vi trùng nào cũng không chịu nổi, chúng sẽ bị tiêu trừ, biến mất, có lẽ bị thiêu cháy bởi ánh sáng đó. Khi quý vị thấy ánh sáng trước mặt, có lẽ đó là khác, nhưng trong trạng thái thứ hai đó, ánh sáng đã truyền khắp thân thể, chạy qua khắp thân thể thì không gì có thể chịu nổi. Chỉ có những gì tốt còn lại, chỉ còn niềm vui, do đó quý vị cảm thấy dễ chịu. Khi thấy ánh sáng như thế, khi tọa thiền, quý vị thấy ánh sáng, quý vị cảm thấy rất hoan hỷ và nhẹ nhàng. Như thể không còn thân thể nữa, vì mọi yếu tố xấu đã được tẩy sạch. Và quý vị cảm thấy thuần khiết trở lại như trẻ thơ, nên quý vị cảm thấy rất dễ chịu. Cho dù sau đó vẫn có thể bước đi, quý vị cảm thấy như đi trên mây. Quý vị không có gì hết. À, quý vị biết điều đó. Một số quý vị biết điều đó. Tuyệt diệu như thế đó. Đây chỉ là trạng thái nhất thời do tinh tấn tu hành. Dù vậy, hãy chú ý, đó chỉ là trạng thái khai ngộ nhất thời. Không giống như không khai ngộ, mà đó là khai ngộ. Chỉ là chưa phải, chỉ là người mới tu, và quý vị đã tự tẩy rửa mình sạch tất cả nghiệp quả, bám víu vào thân thể, trong hình thể côn trùng, con dung, vi trùng, bất cứ gì bám vào thân thể, và chẳng phải là chứng thánh. Nếu họ không nghĩ mình chứng thánh, thì đó là trạng thái tốt. Dĩ nhiên là có tiến bộ, nhưng nếu không nghĩ mình là thánh thì tốt. Có lẽ là điên. Bởi vì tâm mình sẽ quá vui sướng nếu người ta thấy mình nhảy múa vui mừng, luôn tươi cười, chỉ một mình và ca hát tán Phật, ca tụng Thượng Đế. Người ta sẽ nghĩ, ồ, anh chàng này khùng. Anh ta nói một mình, vui cười, nhảy múa một mình một cách vô cớ. Có lẽ ôm người khác nữa, vân vân. Ráng đừng làm vậy nhé. Thế giới này, họ không quen với loại tâm trạng hỷ lạc vô biên và tình thương vô điều kiện mà quá vô tư lự. Mình có thể thậm chí cởi bỏ quần áo nhảy múa một mình. Có thể lắm, không cũng có thể. Không có gì đáng cười, bởi vì mình chẳng bận tâm gì hết, biết không? Chỉ là không cảm thấy như mình đang cởi bỏ quần áo hay gì hết. Chỉ là tự nhiên tâm mình không thấy như bị hạn chế gì nữa. Chỉ đơn giản như thế. Mình giống như trẻ thơ, nếu không muốn mặc quần áo thì cứ cởi bỏ ra, không nghĩ ngợi gì cả. Chỉ khi nào chúng ta lớn lên mà trở nên thật sự biết phê phán một chút, thì mới mặc quần này áo nọ. Và nếu không mặc thì khổ thân cho quý vị, cảnh sát sẽ tìm cách mặc khoác gì đó lên người quý vị. Nếu quý vị không mặc quần áo, cảnh sát sẽ mặc gì đó cho quý vị, phải không? À, đó là vấn đề với thế giới của chúng ta. Nhưng khi đứa trẻ không mặc gì, khi đứa bé không mặc gì, đâu có ai, đâu có cảnh sát nào đến cầm tay đứa bé lại, phải không? Khi chúng ta lớn lên mới vậy, đâu có gì khác biệt đâu khi còn là cậu bé. Có lẽ chỉ nhỏ hơn về vóc dáng, nhưng vẫn không mặc quần áo. Vậy thì tại sao khi mình lớn lên mà không mặc quần áo thì lại có vấn đề vậy? Thánh Francis, khi vẫn còn là tu sĩ, đôi khi Ngài thấy người ngoài không có quần áo, Ngài cởi hết ra và đưa cho họ, và sau đó Ngài đi về nhà như thế. Và mấy tu sĩ la rầy Ngài, thật khiếm nhã, thật tồi tệ, anh chàng không tốt, tại sao anh lại làm vậy? Ngài nói, tôi không biết, làm như thế là xấu. Chỉ là có người nghèo, bị lạnh và không có quần áo nên tôi đưa cho họ. Người xuất gia chúng ta là phải bố thí mà, không đúng sao? Rất hồn nhiên. Bởi vì Ngài đang ở trạng thái tâm trí như vậy, nên Ngài không nghĩ ngợi nhiều. Thành ra, đôi khi Ngài tự nhấc bổng mình lên, thân thể của Ngài bay lên đỉnh giáo đường. Không phải vì Ngài muốn, chỉ là đôi khi Ngài còn trong tâm trạng đó.
Ngoài ra, có lẽ Ngài đã đạt được một số năng lực này. Ngài có thể bay lên dù không có ý muốn bay. Tôi đã nói với quý vị lần trước, hoặc hôm Chủ nhật, tôi có thể làm mấy điều đó, chỉ là tôi phải trao đổi để được ở đây. Tôi trao đổi mọi thứ. Ngồi trước mặt quý vị chỉ là một người bình thường, rất bất lực. Có lẽ tôi có một số trí huệ, lực lượng, những gì quý vị thấy chỉ là từ bên trong. Tôi không thể cho thế giới thấy những gì tôi có. Tôi nghĩ nếu Chúa Giêsu không cứu người chết, làm người chết sống lại và làm người mù thấy được, và chữa lành cho người bệnh, những điều như thế quá công khai, thì có lẽ Ngài đã sống lâu hơn. Những điều như vậy là sự can thiệp sâu hơn vào nghiệp quả. Về mặt vật chất, ở thế giới bên ngoài, mình không dùng điều này. Dĩ nhiên, mấy pháp sư này nọ làm việc này, nhưng họ thì khác, họ sẽ tái sinh trở lại, nên không ai bận tâm. Ma vương không đuổi theo họ, nhưng nếu vị minh sư xuống trần, đã ký một giao ước, từ bỏ mọi thứ rồi và không biểu lộ lực lượng của Ngài trên thế giới này và làm thế thì Ngài phải trả giá. Nếu cứu một sinh mạng thì phải trả bằng sinh mạng của mình, giống như bất cứ ai khác. Đó là một điều rất đáng buồn, nhưng thời đó, ai cũng thích như vậy. Đến mẹ của Ngài cũng ép Ngài thi triển phép lạ lần nữa, biến nước thành rượu và Chúa Giêsu không muốn. Ngài còn nói, thưa mẹ, tại sao mẹ lại ép con làm điều này? Mẹ Ngài thích vô trương. Có lẽ một số người mong đợi Ngài chữa lành bệnh cho họ, hoặc một số đệ tử chỉ tung hô theo bởi vì thầy tôi làm được mấy điều này. Tôi sẽ cho quý vị thấy, mang người bệnh đến đây, Ngài sẽ chữa khỏi. Chỉ vì họ quá hăng hái, giống như người mới tu. Quý vị chỉ muốn loan báo cho cả thế giới biết minh sư của quý vị vô cùng vĩ đại, có thể làm việc này, việc kia, nhưng đó là chuyện bên trong. Nhưng nếu đặt tay lên người nào đó và làm người chết sống lại thì đó là chuyện khác. Nhưng nếu nghĩ mình chứng thánh thì liền rơi vào tà kiến. Đó là giai đoạn thứ hai, vẫn còn bị ma quỷ ảnh hưởng. Chỉ khi nào bản ngã vĩnh gạt, bản ngã sẽ nói quý vị đã là Phật rồi. Và mấy thứ như thế thì quý vị sẽ gặp rắc rối. Chỉ cần canh chừng chính mình, đừng canh chừng bất cứ ai khác. Thậm chí cũng đừng lo lắng là người nào đó đến giết mình hay gì đó. Canh chừng bản ngã của mình. Đó là kẻ thù tệ nhất chúng ta có thể có. Nếu bị người khác giết, có lẽ quý vị sẽ chết. Được, chẳng sao, rồi quý vị sẽ trở lại nữa. Quý vị vẫn còn lực lượng khai ngộ này. Và rồi sau đó quý vị sẽ kết nối với vị minh sư khác. Vì đẳng cấp của quý vị đã cao rồi, minh sư sẽ dễ tìm. Quý vị sẽ hiểu rằng mình phải đi tìm minh sư. Và khi tìm được, quý vị sẽ hiểu ngay lập tức. Cho dù trong tiền kiếp, quý vị chưa đạt được đẳng cấp cao nhất, nhưng quý vị đã trên con đường đến đó. Vậy nên nếu gặp người khác và quý vị hỏi đường đến Miêu Lật, họ chỉ là quý vị biết ngay, ồ, đó là nơi tôi muốn tới, và rồi quý vị theo họ. Nhưng nếu bị bản ngã vĩnh gạt, làm cho quý vị nghĩ rằng mình là thánh nhân, đẳng cấp cao hơn, thì ma quỷ có thể đến lợi dụng điều đó và hại quý vị và mất lực lượng tâm linh, thì còn tệ hơn mất cả ngàn thân thể. Rất khó mà tìm trở lại. Minh sư đã rất khó tìm rồi. Nếu đánh mất lực lượng tâm linh, thì còn tệ hơn nữa. Thì quý vị sẽ không tìm được vị minh sư khác, bởi vì bây giờ quý vị sẽ bị che mờ. Quý vị sẽ không hiểu rằng mình phải tìm minh sư hay bất cứ gì nữa. Quý vị chỉ hoàn toàn ngập lặn trong lục đạo. Quý vị không bao giờ nghĩ về điều tâm linh nào hết, hoặc ngay cả đi tìm minh sư. Quý vị hoàn toàn quên mục đích sinh ra làm người. Giống như trong địa ngục. Bảo quý vị rồi, tôi không muốn quý vị đọa địa ngục, quý vị sẽ không nhớ. Quý vị không biết danh hiệu của sư phụ mình, lúc đó quý vị không biết bất cứ ai để có thể cầu cứu. Bởi vì quý vị đã tận số rồi, chấm dứt rồi. Bây giờ, đây là giai đoạn thứ ba. Đức Phật miêu tả thêm. Lại nữa, như người đó đem tâm quán xét, tin tưởng cả trong lẫn ngoài, khi ấy hồn phách, ý chí, tinh thần,
trừ ra sắc thanh đều giao tiếp lẫn nhau. Chà, đây là trạng thái kỳ diệu khác. Họ sẽ thay phiên làm khách chủ. Rồi bỗng dưng nghe giữa hư không có tiếng thuyết pháp. Một số đệ tử của Đức Phật vào thời đó nghe được những điều đó. Có lẽ một số quý vị cũng nghe được. Khi tọa thiền, quý vị bỗng nghe tiếng thuyết giảng chân lý ở đâu đó, không phải như từ máy vi âm. Từ máy vi âm băng hành, không từ gì cả. Mình ngồi trong rừng hoang và rồi mình nghe thuyết pháp. Có lẽ từ Phật, có lẽ từ Sư Phụ, có lẽ từ các vị minh sư khác, có lẽ từ Chúa Giê-xu, v.v. Đây cũng là trạng thái tuyệt diệu. Hoặc có lẽ họ sẽ nghe mười phương đồng diễn bài nghĩa lý thâm mật. Cảnh giới này gọi là tinh thần hồn phách. Thay phiên nhau khi rời xa, khi kết hợp để cùng nhau thành tựu những hạt giống tốt. Đó là trạng thái thứ ba. Một trạng thái dài, nhưng đó chỉ là trạng thái nhất thời, chẳng phải chứng thánh. Quả vị thánh không nhất thiết nghĩa là quả vị Phật. Có lẽ là quả vị Bồ Tát thấp hơn một bậc nhưng vẫn là thánh hiền nhân. Nên nếu chẳng nghĩ mình đã chứng thánh thì đó sẽ là cảnh giới tốt, tiến thêm một bậc. Nhưng nếu nghĩ mình đã chứng thánh thì liền rơi vào tà kiến như thường lệ, giống như trên. Được rồi, trạng thái tiếp theo. Tôi cố gắng giữ nguyên lịch nguyên vẹn. Hôm nay tôi chỉ đọc, tôi ngoan. Thêm nữa, khi tâm họ trở nên... Ý tôi nói thật sự, quý vị muốn tôi chỉ đọc thôi à? Chỉ đọc thôi. Dạ không, không à. Con thích lời bình của Ngài, chúng con thích lời bình của Ngài. Lời bình à? Dạ. Quyển lịch là phần con thích. Lịch à, được rồi. Dạ, cảm ơn quý vị, cảm ơn cưng. Cứ nói huyên thuyên. Thật ra, nói quý vị biết, tôi chỉ đang tiêu khiển cho quý vị. Tôi không biết quý vị hiểu được bao nhiêu, tin được bao nhiêu, và sẽ thực hành được bao nhiêu. Tôi thấy chứng cớ khắp nơi. Nhiều chuyện nhỏ mà tôi dạy, quý vị cũng không giữ. Tôi không có ý nói giới luật, điều gì đó về môi trường chẳng hạn. Nếu nghe và hiểu, thì tôi rất mừng cho quý vị. Nếu không, mọi chuyện vẫn bình thường. Tôi không kỳ vọng nhiều từ quý vị trong thời mạt Pháp này. Đức Phật cũng đã xa quá rồi. Những điều nhỏ chẳng hạn, tôi nói đừng dùng giấy vệ sinh. Quý vị dùng nước, xà bông. Xà bông loại nhẹ, hữu cơ, không độc hại, để rửa cho mình. Tôi không thấy điều đó trong một số nhà của đồng tu. Họ xây cho tôi một phòng nhỏ ở đâu đó, nơi tôi từng ở trước đây. Chỗ đầu tiên của tôi là ở trên núi. Chúng tôi không có nhiều tiền, chỉ mua một mảnh đất, và rồi dựng mấy cái lều để ở. Đã lâu rồi. Sau đó, họ xây một chỗ nhỏ cho tôi, nhưng phòng tắm, nhà vệ sinh, không có thêm vòi xịt này. Với vòi xịt đó, mình có thể rửa vết dơ bên trong dưới bồn cầu, làm cho nhà sạch hơn. Nhưng không có. May mắn thay, tôi biết. Tôi biết đệ tử của tôi. Tôi có đồ xịt riêng. Quý vị biết, mình có thể mang một cái bình hay đại khái thế, nhưng nó không giống vòi xịt. Nó không thuận tiện và làm sạch giống như vòi xịt gắn vào bồn cầu. Vòi xịt nhỏ dài như thế này. Và cái đầu xịt nhỏ, không như vòi hoa sen, nhưng nhỏ hơn, rất nhỏ. Quý vị xịt xung quanh, cũng làm sạch cho mình, hoàn hảo. Tốt cho môi trường. Cứu được rất nhiều cây. Vì đôi khi, họ không phải chỉ dùng cây chết. Họ không có đủ thời gian chờ cây chết để dùng. Họ chỉ dùng bất cứ cây nào. Tưởng tượng xem, chúng ta hàng tỷ người ai cũng dùng một chút giấy mỗi ngày. Tưởng tượng xem, bao nhiêu cây đã chết, xả xuống bồn vệ sinh. Bao nhiêu công sức đã bỏ vào việc đó. Bao nhiêu ô nhiễm
cho địa cầu. Vì số giấy này họ dùng thuốc tẩy làm nó trắng để trong sạch hơn. Nhưng thuốc tẩy sẽ đi đâu? Quý vị biết mà, phải không? Đi vào sông ngòi, biển cả. Và từ từ, dần dần. Sông quá ô nhiễm, không dùng được. Biển bị chết, biển chết, vân vân. Không phải chỉ là về tiền, không phải chỉ là về việc lắng nghe giáo lý của sư phụ, mà là về quý vị và thế giới của quý vị và thế giới của con cái quý vị. Đây chỉ là một việc rất nhỏ, rất tiện lợi. Chỉ cần gọi thở ống nước, họ gắn nó trong tích tắc, quý vị thậm chí có thể tự làm. Chính tôi cũng làm được. Tôi không có ý nói tất cả quý vị nhé. Khi tôi nói quý vị, ý tôi là nói chung. Tôi biết một số quý vị đã làm, tôi biết. Tôi hỏi một trong mấy bác sĩ ở Đài Loan, Formosa. Ông nói, ồ, chúng con nghe theo những điều Ngài nói, thưa sư phụ. Chúng con không dùng giấy vệ sinh nữa. Nhưng trong nhà của chính tôi, các phụ tá muốn dùng giấy. Nên tôi lấy đi mấy cuộn giấy vệ sinh. Tôi chất hết trong nhà tôi. Tôi nói, quý vị không có giấy nữa. Bây giờ, quý vị dùng cái tôi bảo quý vị dùng. Và cắt mấy cuộn giấy đó phòng khi có việc cần gì đó. Quý vị có thể dùng, hoặc nếu đã mua rồi thì có thể dùng cho việc gì đó. Lau sàn nhà, bị đổ hoặc gì đó. Dùng cho đến khi hết hoặc hỉ mũi, bất cứ gì, nhưng sau đó đừng mua nữa. Hiện giờ trong nhà tôi, cái gọi là nhà tôi, họ vẫn dùng khăn giấy nhà bếp này. Đó cũng là trường hợp tệ nhất. Họ tẩy trắng tối đa. Và nó rất bẩn. Nếu quý vị dùng nó để lau đồ dùng của mình, dụng cụ nấu ăn hoặc chén bát, thì sẽ rất tệ cho quý vị, rất tệ. Chỉ dùng khi nào thật sự khẩn cấp thôi, khi không có gì khác, không có lựa chọn. Bằng không, đừng dùng nó. Tôi thà lau lên người tôi, thật vậy. Mấy cuộn khăn giấy này, trắng như tuyết, trong sạch sẽ. Nhưng không phải, rất bẩn. Có rất nhiều hóa chất cho vào đó và rất có hại cho môi trường. Rồi thì tôi biết. Thấy không? Không phải ai cũng nghe lời tôi. Mặc dù điều đó tốt cho họ, tốt cho môi trường. Khi bảo vệ môi trường, quý vị cũng có công đức. Không phải chỉ bảo vệ túi tiền của mình, mà còn bảo vệ cây, bảo vệ địa cầu. Họ đều biết ơn quý vị, họ ban phước cho quý vị. Rồi, quý vị không có nghiệp sát, giết cây cối, giết môi trường, giết nhiều vi khuẩn trong quá trình sản xuất giấy được tẩy trắng này. Tôi dạy quý vị điều tôi làm từ kinh nghiệm của chính tôi, và tôi biết điều gì tốt cho quý vị. Không phải tôi chỉ bảo quý vị làm và tôi lại làm khác. Không đúng, không phải vậy. Tôi làm y những gì tôi bảo quý vị. Nhưng nếu quý vị không nghe thì tôi có thể làm gì đây? Tôi quá bận rộn, tôi không thể đi khắp nơi và đuổi theo ai. Ai đã làm cái này, ai để cuộn giấy này? Thay nó nhanh lên. Nhiều lúc thật quá sức. Ngay cả tôi cũng không dùng, tôi không dùng. Nếu không có khăn giấy, tôi dùng quần áo sạch của tôi để lau bất cứ gì cần lau. Tôi dùng quần áo dơ của tôi để lau sàn nhà tắm. Sau khi tắm hoặc thứ gì đó bị ướt, tôi không dùng loại giấy đó. Tôi không dùng khăn sạch để tôi không phải giặt hai lần. Vì dù sao, phòng tắm của tôi cũng sạch, chỉ cần nước hoặc có lẽ chút xà bông. Nên quần áo mà tôi thay, tôi dùng để lau. Tôi làm mọi việc cũng vì quan tâm cho thế hệ sau. Không chỉ tôi được thoải mái và không thấy điều gì khác, không phải vậy. Cũng với tình thương cho môi trường nữa. Bây giờ, kế tiếp, đẳng cấp thứ tư. Thêm nữa, khi tâm trở nên rõ ràng, thấu triệt, bên trong hào quang, tỏa chiếu sáng ngời, và biến mọi thứ trong mười phương thành sắc vàng diêm phù đàn. Tất cả các giống loài sẽ hóa thành Như Lai, nghĩa là Phật.
Khi ở giai đoạn thứ tư, họ sẽ nhìn thấy mọi việc như một vị Phật, và tất cả mọi thứ sẽ biến thành đẹp đẽ như vàng, bạc, lung linh, có lẽ như kim cương, pha lê, đá da trời, bất cứ gì, tất cả đều quý báu, đẹp đẽ. Mọi chúng sinh vốn đã có Phật tánh tiềm tàng, chỉ là trong thể nghiệm của họ, tất cả đều thành Phật. Không phải tuyệt diệu sao? Dạ, một số quý vị đã thấy, tôi biết. Ý tôi nói quý vị, anh chị em đồng tu trên toàn thế giới, một số quý vị thấy, từ giai đoạn đầu tiên tôi đã đề cập tới giai đoạn thứ tư, tôi biết quý vị đã thấy vài điều. Một số quý vị đã thấy, cô ấy cười, mỉm cười, vui quá chừng. Cô đang ở giai đoạn nào, thứ tư hay thứ hai? Tốt. Vậy, khi ấy, bỗng thấy Phật Tỳ Lô Giá Na ngồi trên đài thiên quang, có ngàn vị Phật nhiễu quanh trăm ức quốc độ cùng với hoa sen đồng thời hiện ra. Chà, quý vị có thể thấy bao xa? Quý vị có thể thấy tất cả trăm triệu quốc độ đó. Khi mắt trí huệ mở và quý vị đi vào trạng thái nhập định thứ tư, trạng thái này được gọi là tâm trí và linh hồn được truyền dẫn bởi sự lĩnh ngộ. Tuyệt diệu. Quý vị có ai thấy điều đó không? Thỉnh thoảng à? Thỉnh thoảng quý vị kể tôi nghe phải không? Có nhớ trong buổi họp mặt tâm linh nào đó, quý vị đã thấy một số điều đó tuyệt diệu, ngắn ngủi. Dạ, không quá lâu. Dĩ nhiên rồi, rất ngắn à. Một sát na. Nhưng bên trong dường như rất lâu, rất lâu. Rồi, hiểu. Như vậy đã là may mắn lắm rồi. Vì tâm trí mình không thể giữ tập trung bên trong lâu như thế, đó là lý do. Chúng ta bị phân tâm quá nhiều cả đời mình. Mọi thứ đều bám vào chúng ta và làm mình không thông suốt và thanh tịnh. Nếu con muốn trở lại cũng rất khó. Không thể. Con không trở lại được. Ờ, rất khó. Nhưng con chờ ạ. Khó, đôi khi con chờ và điều đó xảy ra. Phải, tốt, tốt, chúc mừng. Nhưng nếu quý vị nghĩ mình đã chứng thánh, thì Đức Phật sẽ nói rằng quý vị là ma quỷ, quý vị sẽ bị rơi vào tà kiến. Tốt, đừng nghĩ thì tốt hơn. Nhưng ở giai đoạn đó, bất cứ ai dù chỉ được một thoáng trạng thái này, cũng cảm thấy họ rất là hay. Cảm thấy như họ đã biết mọi điều rồi. Thành ra cái ngã có thể gạt mình. Được rồi, khi tập trung tham cứu đến tận nguồn tâm, thì ánh sáng từ trong tâm chiếu sáng khắp các cõi giới. Tất cả các cõi giới, không chỉ một, hai cõi giới, một triệu cõi giới, mà mọi cõi giới. Tưởng tượng xem, tưởng tượng quý vị sẽ cảm thấy thế nào? Đây chỉ là trạng thái tạm thời, không phải là chứng thánh. Chà, quý vị thấy tất cả cõi giới đã được soi sáng trong tâm mình, mà vẫn chưa là gì. Quý vị vẫn chưa là gì cả. Nếu người đó không nghĩ mình đã chứng thánh, thì đó là trạng thái tốt. Nhưng nếu họ tự coi là đã chứng thánh, quý vị biết phần còn lại rồi, thì liền rơi vào tà gì? Tà kiến. Tà kiến, quý vị có nghe không đó? Hay chỉ nhìn mũ của tôi thôi. Đây chỉ là làm quý vị chú ý. Vì chúng ta thích màu sắc, thích nhìn mấy thứ đẹp. Trong thời chánh pháp này, quý vị có cái gì đó để bám vào, để chú ý thì tốt. Vậy thì có lẽ tối thiểu quý vị thấy tôi, thấy mắt tôi, nhớ khuôn mặt tôi. Và khi chết, quý vị sẽ không quên. Cho dù mỗi ngày quý vị tọa thiền không tốt lắm, vẫn không sao. Nếu quý vị không quên khuôn mặt của sư phụ mình, phải giai đoạn kế tiếp. Lại nữa, khi người đó đem tâm cứu xét, tinh thông màu nhiệm sáng tỏ, cho đến khi ánh sáng thanh tịnh không còn phân tán, đó là khi tâm họ an định chăm chú hướng nội. Chú tâm bên trong
Khi sức chú ý của họ không hề phân tán thì ánh sáng giữ nguyên, không nhấp nháy, không biến mất, nhưng ở lại không còn phân tán. Chỉ giữ nguyên. Chà, bỗng nhiên giữa đêm họ có thể thấy các thứ hiện ra trong phòng tối, không khác gì ban ngày. Thậm chí trong phòng tối không có đèn, không có gì, nhưng mình thấy mọi thứ bên trong. Quý vị thấy các thứ hiện ra. Trong khi những đồ đã có sẵn trong phòng cũng không biến mất. Trạng thái này gọi là định tâm lặng đứng cho đến khi có thể thấy suốt chỗ tối tăm. Đây là trạng thái tạm thời, không phải chứng thánh. Nếu người đó không khởi tâm cho là mình chứng thánh thì đó là trạng thái tốt, nhưng nếu người đó nghĩ mình thì họ sẽ liền rơi vào tà kiến, hiểu không? Tôi chỉ cho quý vị thấy rằng tôi có thể đọc nhanh, không phải không thể. Tôi có thể đọc rất nhanh. Tôi tự rèn luyện vì tôi có quá nhiều tài liệu, quá nhiều thứ để kiểm tra mỗi ngày. Nếu tôi không đọc nhanh, quý vị sẽ không thể nào gặp tôi tối nay. Tôi không có thời giờ với những việc trần gian, thậm chí không phải chỉ việc thế tục mà ngay cả truyền hình vô thượng sư và đất đai, bất cứ việc gì chiếm rất nhiều thời gian. Cảm ơn sư phụ. À, không có chi. Tôi chỉ muốn cho quý vị biết sư phụ quý vị rất bận. À, có tài đọc nhanh nữa. Không chỉ đọc, mà tôi còn phải chỉnh sửa nữa. Nên không chỉ như đọc cho nhanh và xong, không phải vậy. Tôi cần phải hiểu những gì đang đọc. Đọc nhanh nhưng phải biết đó là gì. Rồi còn cần phải sửa hoặc ký tên. Không thể chỉ đọc nhanh và ký tên mà thậm chí không biết mình ký cái gì. Okay. Next one. Trạng thái kế tiếp, lại nữa, bước xa nhất, khi tâm hoàn toàn nhập vào tánh hư dung, tứ chi bỗng nhiên đồng như cây cỏ. Một số quý vị biết trạng thái đó phải không? Ngay cả người mới tu, lửa thiêu dao cắt cũng không hay biết. Ồ, đừng thử nha. Đừng thử, chỉ để biết quý vị đang ở giai đoạn nào. Tôi tin chắc là sẽ đau. Lửa đốt không cháy tứ chi. Và dù bị lóc thịt, cũng như chẻ cây. Trạng thái này gọi là trần cảnh. Và tánh tứ đại đều sạch hết, chỉ một hướng thuần chơn. Chỉ khi đạt tới giai đoạn này, những yếu tố tạo nên thân thể mình, như chúng ta có 5 loại yếu tố tạo nên thân thể vật chất và cả tâm trí. Chúng ta có thổ, thủy, hỏa, không khí, mộc, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ và thinh không. Đó là yếu tố thứ 6 chúng ta không tính. Nên khi đạt tới trạng thái này mà Đức Phật miêu tả trong đây, các yếu tố của chúng ta mà đã trở lại thành các yếu tố hòa nhập vào nhau. Chúng chỉ là các yếu tố. Giả sử quý vị đốt mảnh gỗ này, gỗ không cảm thấy gì. Đốt cục đất hoặc chặt cục đất đó sẽ không cảm thấy gì. Chúng ta cảm nhận vì chúng ta hòa nhập linh hồn, cảm giác mình vào mọi tế bào trong cơ thể. Chính vì thế, khi bị cắt, chúng ta cảm thấy đau. Khi bị ngã, chúng ta cảm thấy đau. Nhưng khi quý vị thu tất cả các giác quan, bản chất vào một điểm, do đó quý vị thấy tất cả ánh sáng trong mười phương, bởi vì nguyên thủy quý vị là ánh sáng. Nên nếu ánh sáng có thể lan khắp bất cứ nơi nào, đó là bình thường, không có gì thật sự màu nhiệm về điều này. Chỉ là chúng ta bị mù.
Điếc và câm nên chúng ta mới quên tình trạng của mình. Thành ra chúng ta mới tọa thiền, tu hành để trở về với tự tánh huy hoàng của mình. Về với Đức Phật, đồng nhất với Thượng Đế, còn của Thượng Đế hoặc Thượng Đế. Nếu người đó không nghĩ mình đã chứng thánh thì đây là trạng thái tốt. Nhưng nếu họ nghĩ mình đã chứng thánh, họ liền rơi vào tà kiến. Hiểu không? Được rồi, tiếp. Trạng thái kế tiếp. Bởi vì nó vẫn chỉ là trạng thái nhất thời. Phật nói như thế. Kế tiếp. Lại nữa, khi tâm mình thành tựu tánh thanh tịnh, công phu tịnh tâm đến mức cùng tột. Đó có nghĩa là không gì có thể ảnh hưởng đến tâm mình nữa. Không ai bên cạnh sẽ làm cho tâm mình khó chịu hoặc làm ô uế hoặc ảnh hưởng đến mình cách nào đó. Tối thiểu, nghiệp của họ không thể chạm tới từ trường của mình. Người đó sẽ bỗng thấy núi, sông, đất liền khắp mười phương biến thành cõi Phật, đầy đủ với bảy loại báo, ánh sáng chiếu khắp mọi nơi. Người đó cũng sẽ thấy chư Phật, Như Lai, nhiều như các sông Hằng. Một số quý vị thấy điều này. Đôi khi một số quý vị thấy nhiều vị Phật. Khi tôi thuyết pháp, hoặc có dịp nào đó, thì quý vị có thể ở trong trạng thái này. Khắp cõi hư không, tất cả chư Phật mười phương, quý vị thấy rất nhiều vị Phật đầy khắp không gian quanh mình, hoặc xa tới chỗ mà mình có thể nhận biết bên trong. Khắp cõi hư không, họ cũng sẽ thấy nhiều lâu đài tráng lệ. Dưới thấy địa ngục, trên xem thấy thiên cung, mà không ngăn ngại. Trạng thái này được gọi là tư tưởng thích chán, ngưng lắng ngày càng sâu, tưởng lâu mà thành như vậy. Bây giờ, mình ở trong hai trạng thái trì thức. Quý vị thấy, nơi cư ngụ trên thiên đàng, đầy châu báu rực rỡ, dĩ nhiên rất đẹp và mình thích. Quý vị cũng thấy địa ngục, nơi đau khổ, ồ uế, những điều đau đớn đang diễn ra. Nên đó là hai trạng thái. Một cái mình thích, một cái mình gớm. Cho nên đó là trạng thái. Tư tưởng thích, chán. Đây là trạng thái quý vị đã đạt được. Không phải là chứng thánh, nhưng nếu không khởi tâm chứng thánh, thì sẽ là trạng thái tốt. Nhưng nếu nghĩ mình đã chứng thánh, liền rơi vào tà kiến. Hiểu không? Quý vị biết mà, phải không? Tôi chỉ đọc để chắc chắn là quý vị hiểu. Nó cũng giống như phía trên. Trạng thái kế tiếp, mình gần tới đó. Rồi quý vị sẽ biết quý vị có thể gặp phải loại ma quỷ nào dựa theo mấy trạng thái chứng thánh này. Lại đem tâm ấy cứu xét sâu xa, bỗng nhiên giữa khuya thấy được những nơi chốn xa xôi, thấy chợ, giếng nước, đường phố, ngõ hẻm, bà con thân quyến, và cũng nghe họ nói chuyện với nhau. Trạng thái này được gọi là đã bị đè nén đến mức tối đa, tâm trí rời thân thể và thấy nhiều điều mà trước đó bị chặn không thấy được. Bây giờ đây là tâm nhìn thấy, bởi vì mình đã tập trung quá lâu, quá chăm chỉ. Chỉ có ánh sáng tràn ngập hầu hết thân thể, khía cạnh tâm linh dần lên quá cao, nên tâm trí cần phải thoát ra. Nó tâm trí không chịu nổi áp lực, đa số là tâm trí áp chế và ngăn tầm nhìn rõ ràng của mình trong mười phương. Nhưng trong giai đoạn này, tâm trí là cái phải bỏ chạy.
tuyệt diệu, tôi thích thế. Vì tâm trí là cái gây rắc rối không ngừng cho mỗi người trong chúng ta. Tâm trí cứ bảo chúng ta làm cái này, làm cái kia. Khi quý vị ngồi thiền, nó nói, ồ, mình quên uống cà phê, bây giờ hãy đi uống. Có sao đâu, ăn miếng sô-cô-la sau đó và trước đó. Rồi bây giờ mình phải đi đánh răng. Ồ, tiện thể, có đồ bị rò rỉ, ồ, hãy sửa đi. Sao quý vị cười? Đúng vậy ạ. Nói như vậy phải không? Dạ. Rồi điều này dẫn đến điều kia. Và quý vị quên rằng mình có ý định là ngồi thiền cho đến lúc cuối. Đó là tâm trí. Do đó anh chàng này chạy xa là điều tốt, rất tốt. Cuối cùng, tâm trí bay ra. Nó không thể chịu nổi nữa. Thành ra trạng thái này được gọi là đã bị đàn áp đến mức tối đa. Tâm trí bị đàn áp thay vì mình. Thông thường, tâm trí đè nén và gây rắc rối cho chúng ta. Ở giai đoạn này, gần giai đoạn cuối, tâm trí đã bị đè nén đến mức tối đa, nên nó phải trốn thoát, nó phải chạy đi. Chà, cuối cùng thay đổi chút. Thông thường nó chặn tầm nhìn, do đó chúng ta không thấy nhiều. Thành ra quý vị không thấy nhiều, chỉ thấy thoáng qua. Nhưng đó là quý vị đã đi vào một chút vĩnh hằng rồi, đã tốt rồi. Chúng ta không thể có cái nhìn cố định. Hơn nữa, chúng ta không cần, không nên và không được, không cần thiết. Vì sẽ còn nhiều nữa sẽ đến. Chúng ta không thể ở lại đó và vui hưởng chỉ một góc nhỏ của vũ trụ. Sẽ còn nhiều nữa. Nhưng không phải chứng thánh. Nếu không nghĩ mình đã chứng thánh thì sẽ là trạng thái tốt. Nhưng nếu nghĩ mình đã chứng thánh, liền rơi vào ta kiến. Chào quý vị biết hết rồi, cho ơi. Quả là những người thông minh. Vỗ tay tự khen mình đi. Phải, phải, phải. Khi tôi khen quý vị vỗ tay à. Chà, quý vị có cái ngã tuyệt vời làm sao? Được, không sao, tôi chỉ nói đùa, tôi không cố làm cho quý vị cảm thấy thấp kém hay gì cả. Không phải vậy, chúng ta chỉ đùa cợt, phải không? Chúng ta tự pha trò, đó là điều tốt nhất để làm. Thành ra, khi quý vị ca tụng tôi nói, ồ, cái ngã của tôi bị thổi phồng đủ rồi, làm ơn dừng lại. Để quý vị không cảm thấy như sư phụ hoàn mỹ hoặc quá xa vời. Và chúng ta không bao giờ có thể học điều gì bởi vì Ngài quá cao, quá tốt, không có cái ngã. Tôi có hết. Nếu quý vị muốn, chỉ là tôi không dùng nó. Như tôi bảo quý vị rồi, sự khác biệt giữa người tu hành và người không tu hành là quý vị biết khi nào mình bị ràng buộc, quý vị biết khi nào mình bị ngã, rồi thì đứng lên trở lại. Quý vị biết khi nào mình quá ràng buộc, rồi quý vị xả bỏ, cắt bỏ nó nếu có thể làm được. Đó lại là vấn đề khác. Biết và làm, hai cái khác nhau. Nhưng ít ra quý vị biết, và rồi ít ra quý vị cảm thấy, ít ra cái ngã của quý vị bị xẹp một chút thì cũng tốt. Bởi vì quý vị biết mình không đúng, quý vị biết mình vẫn làm lỗi, vẫn ràng buộc, vân vân. Ít ra quý vị biết, ở Trung Quốc hoặc Âu Lạc Việt Nam, chúng tôi nói, biết mình, biết người, trăm trận, trăm thắng. Nếu chỉ biết mình, mà không biết người, nghĩa là kẻ thù, đối thủ của mình, thì quý vị không thể thắng. Kẻ thù của quý vị là cái ngã, cái ngã. Tôi thắc mắc tại sao tiếng Bù Xu gọi loài người là ích kỷ. Thật buồn cười. Nghe như gớm quá. Và nhóm nhân viên cũ của truyền hình Vô Thượng Sư, họ còn lập ra ban nhạc từ chữ đó. Ban nhạc ích kỷ, nhớ không? Dạ nhớ. Nhưng họ hay lắm, họ rất giỏi, rất dễ thương. Và họ hát phần từ bài Guantanamera ra. Họ đổi lời bài hát, rất hay, dễ thương, dễ thương. Chưa hết, tâm trí bay xa. Có nghĩa là cái ngã có thể bám vào tâm trí và cùng nhau rời đi thì tốt cho chúng ta, nhưng vẫn còn một số điều phải tiếp tục làm.
lại đem tâm ấy cứu xét tinh rộng. Thấy hình thể các vị thiện tri thức bị biến dạng, chỉ trong chốc lát, thân họ biến thành nhiều dạng khác nhau mà không biết vì cớ gì. Cảnh giới này được gọi là tà tâm bị loại ly mị, hay bị thiên ma nhập vào. Trời ơi, đây đã là trạng thái cuối cùng trong 10 trạng thái mà vẫn không tránh được ma và vô cớ thuyết pháp rất thông suốt chân lý vi diệu nữa. Vì những con ma này nói qua mình không phải là chứng thánh. Nếu không nghĩ mình chứng thánh thì các ma sự liền tiêu mất. Chỉ là lừa gạt, ảo tưởng, ảo ảnh. Còn nếu nghĩ mình đã chứng thánh, liền rơi vào tà. Tà kiến, tà kiến. Tại sao tôi phải nói nhỉ? Quý vị biết hết rồi. Tại sao quỷ hoặc ma biến thành nhiều hình thể? Hoặc quan cảnh khác nhau, hoặc những người khác nhau. Ở giai đoạn này, hành giả này sẽ thấy một trong các vị thiện tri thức biến thành những thứ khác nhau, những lý do khác nhau hay không có lý do gì hết và cũng không thể giải thích tại sao. Họ cũng không hiểu được. Họ chỉ thấy như thế đó. Đó là bởi vì loài ly mị hoặc thiên ma khiến họ thấy vậy. Nó không phải thật, cho nên vẫn không sao. Chỉ là điều đó không biểu lộ rằng hành giả đã chứng thánh, vân vân. Nhưng họ vẫn có thể giảng pháp, thuyết pháp cho con người ở giai đoạn đó, thậm chí với chân lý vi diệu, không chỉ nói điều vô lý hoặc nông cạn, mà họ thuyết giảng chân lý vi diệu trong trạng thái này. Quý vị sẽ thắc mắc, có lẽ quý vị sẽ hỏi, nếu người này chưa chứng thánh và bị nhập bởi cái gọi là ma và thiên ma, thì làm sao họ lại nói được chân lý vi diệu? Quý vị có thể trả lời tôi không? Thưa sư phụ, đó là vì thiên ma là từ đẳng cấp thứ hai và họ có biện tài vô ngại và họ có thể nói chân lý cao hơn mặc dù họ là ma quỷ, giỏi, giỏi lắm, xuất sắc. Là như thế đó. Ma và thiên ma, họ không có thân thể. Họ có thể đọc bất cứ gì. Họ có thể đọc kinh Phật mà không cần mở kinh ra. Họ nghe Đức Phật giảng pháp mặc dù họ không tu hành hoặc thậm chí họ không làm gì để thành Phật, hoặc họ không phát tâm để thành Phật, nhưng họ có thể lặp lại. Nên khi họ nhập vào người này, họ nói qua người đó, chỉ lặp lại như con vẹt. Và dĩ nhiên, không phải ai cũng biết hết chân lý mà Đức Phật thuyết giảng. Nhưng người đó chỉ có thể nói một số giới lý và người đời nói, chà, chưa bao giờ nghe được những điều như vậy trước đây. Ồ, người này hẳn là Phật. Làm sao mọi người trên thế gian có thể biết hết về chân lý mà Đức Phật đã thuyết giảng hoặc Chúa Giêsu đã giảng dạy? Ngay cả Kinh Thánh, không phải tín đồ Thiên Chúa Giáo nào cũng nhớ mọi điều trong Kinh Thánh. Không nhớ cho dù họ có đọc, cho dù họ đọc hết cả quyển. Họ có lẽ chỉ đọc vài phần như Samuel hoặc Thoát Khỏi Ai Cập hoặc Sự Phục Sinh hoặc Sáng Thế Ký. Nhưng họ không đọc hết. Vậy nên nếu ai đó bỗng nhiên nói y như Chúa Giêsu hoặc như Phật, thì người tại gia, người đời sẽ nghĩ, ô, anh chàng này đã đắc quả vị Phật rồi, chứ làm sao anh ấy nói được những lời tuyệt diệu như thế? Nghe quá trí huệ, thanh thản và tuyệt diệu. Nhưng chính người tu hành không bao giờ nên nghĩ rằng họ đã đắc quả vị thánh nhân tối hậu thì họ sẽ không sao.
miễn là biết, miễn là không để ngã chấp gạt, thì quý vị ổn, có thể tiếp tục xa hơn, tu hành không có điểm cuối, nên đó không phải là tối hậu. Nên Đức Phật nói, vì ma có thể biết mấy điều này, bất kể họ có hiểu hay không, bất kể họ có được lợi ích từ giáo lý của Đức Phật hay không. Một số ma biết đạo lý nhưng không có nghĩa là họ muốn tu hành. Họ có thể tu tập phần nào đó trong giáo lý của Đức Phật để họ có thể trở thành thiên thể chư thiên, hoặc có thể thành thiên vương của một trong những thiên đàng. Một số ma họ thích như thế đó, nhưng họ không muốn thành Phật. Họ không lãnh hội toàn bộ mà chỉ hiểu một phần thôi. Có nhớ tôi kể câu chuyện vào Chủ nhật tuần trước về tiền kiếp của Đức Phật, rằng Ngài đã tu 84.000 năm để trở thành thiên vương không? Ngài đã vui hưởng 84.000 năm trên địa cầu là một vị vua, vị vua uy lực của một vương quốc. Ngài nói Ngài đã vui hưởng tất cả những thứ mà một người có thể vui hưởng trên thế gian rồi. Và khi Ngài thấy một sợi tóc bạc, Ngài đổ mồ hôi và run rẩy. Và Ngài vẫn còn 84.000 năm để sống. Tưởng tượng xem, chúng ta thì sao? Phát sốt, phải không? Sốt cao, ớn lạnh. Nhưng chúng ta không biết, con người không biết điều đó. Chỉ có bậc thánh hiền mới biết. Thánh hiền đầu thai vào thân thể con người, vẫn còn có hạt giống bồ đề này bên trong. Hạt giống khai ngộ bên trong không bao giờ chết. Thành ra tôi bảo rồi, nếu quý vị ở giai đoạn này, và nếu vãng sinh, quý vị vẫn có thể trở lại và tiếp tục. Nhưng nếu quá kiêu hãnh và tin mình đã chứng thánh rồi, thì quý vị bị gạt ra, thì quý vị tiêu đời. Tất cả ma quỷ sẽ chộp lấy quý vị, lấy hết công đức của quý vị, và quý vị sẽ tiêu đời. Nên Đức Phật, mặc dù Ngài đã từng tái sinh làm loài vật, côn trùng và con người, ngay cả thiên vương, Ngài cũng không bao giờ quên. 84.000 năm nữa để sống, chỉ thấy một sợi tóc bạc mà Ngài đã run rẩy, sợ hãi và lo lắng, đổ mồ hôi như tắm. Bởi vì Ngài lo rằng thời gian quá ngắn cho Ngài tu hành. Quá ngắn, 84.000 năm. Ngài muốn tu hành thêm 84.000 năm nữa để thành gì? Ngài muốn thành thiên vương. Ngài nói với quyến thuộc và gia đình, ta đã sống và vui hưởng mọi lạc thú trần gian, bây giờ ta muốn vui hưởng hỷ lạc thiên đàng. Thành ra Ngài phải đi lập tức. Ngài đã quá già, một sợi tóc bạc quá già rồi. Ngài phải đi tu, thời gian không chờ đợi. Ngài tu 84.000 năm và trở thành thiên vương. Nếu muốn trở thành thiên vương, giờ quý vị biết phải làm gì rồi, phải không? Đợi tới khi một sợi tóc của mình bạc đi rồi, quý vị phải tu 84.000 năm, dù trong kiếp này hay là tiếp tục cho tới hết 84.000 năm. Nào, Ngài đã làm gì sau khi trở thành thiên vương? Ngài lại trở xuống địa cầu khi công đức đã hết. 84.000 năm tu hành để trở thành thiên vương, nhưng một ngày kia công đức vẫn hết. Một số thiên vương, họ được trang sức với vòng hoa một cách tự nhiên. Rồi khi một hoặc một số hoa trên đầu họ khô héo, thì họ biết, đã đến lúc phải đi. Lúc đó họ sẽ trở thành con người trở lại hoặc loài vật tùy theo. Và thiên vương đó trở lại để lại làm vua trên địa cầu. Và rồi có lẽ họ sẽ tu 84.000 năm nữa để trở thành thiên vương và trở lại, tiếp tục trở lại, vân vân, vân vân. Bây giờ biết rồi ha. Bây giờ quý vị biết phải làm gì nếu muốn trở thành thiên vương. Và rồi làm thiên vương lần nữa, rồi làm thiên vương lần nữa, vân vân. Lên xuống, lên xuống. Không phải vì Đức Phật đã quên rằng Ngài phải là một vị Phật, thay vì là một thiên vương. Mà Ngài cũng muốn gieo duyên với các thiên nhân. 84.000 năm, Ngài đã gieo duyên với một số con người đã sinh ra và sống trong kiếp Ngài làm vua.
và rồi hàng tỷ kiếp khác, hoặc 1.000 hoặc 1.000.000 năm ở thiên đàng, gieo duyên với các thiên nhân. Đó là lý do, không phải vì Ngài sa ngã và muốn hưởng thụ thú vui thiên đàng hoặc thế tục. Không, không, không đâu, chỉ là như vậy. Mọi việc được sắp đặt như vậy không phải vì Ngài muốn. Thậm chí biết hoặc không biết. Ý ta nói từ tâm trí Đức Phật phải làm tất cả điều này, có lẽ Đức Phật không biết. Ý nói bởi vì tâm trí. Nhưng linh hồn Ngài biết, từ tánh cao đẳng của Ngài biết đó là mục đích của Ngài. Ngài đã làm điều này, làm điều nọ, đủ mọi việc cho đến khi cuối cùng Ngài thành Phật và rồi có thể cứu độ tất cả những người này. Tốt. Phật tiếp tục giáo huấn. Trời ơi! Đức Phật thật sự đã dạy rất nhiều. Đây chỉ là một quyển kinh. Chúng ta có rất nhiều kinh điển của Phật như thế này, hoặc dày hơn. Tôi nhớ kinh Pháp Hoa dày hơn. Một số mỏng hơn, nhưng Ngài có nhiều kinh điển. Ngài sống lâu. Ngài sống rất thọ, đã hơn 80 tuổi khi Ngài nhập Niết Bàn. Và tất cả là lỗi của A Nan. Các đệ tử khi tu hành không tốt dễ bị ma vương lừa gạt. Đức Phật nói với A Nan, ta có thể sống mãi mãi, ta không cần phải chết. A Nan chỉ cần nói là vậy, xin sư phụ hãy sống, xin Ngài tiếp tục sống. Nhưng ông không nói gì hết, không nghe gì hết, không nghĩ gì hết. Ông không trả lời. Và Đức Phật nói lần thứ hai, A Nan, ta đã tu pháp như thế này, ta có thể sống mãi mãi, ta không cần phải chết. Ông cũng không nói gì cả. Thông thường ông sẽ nói dạ Đức Thế Tôn, hoặc dạ Bạch Như Lai. Đó có nghĩa là gì? Hoặc thế nghĩa là gì? Hoặc như vậy trong trường hợp đó, Ngài có thể ở lại không? Không. Lần này ông không nói gì hết. Đức Phật nói một lần nữa, lần thứ ba. A Nan, Như Lai. Nghĩa là chính Đức Phật. Ngài tự xưng mình là Phật. Để khiến A Nan nhận ra Ngài không phải là người thường. Tuy nhiên, ông vẫn không hiểu. Như Lai nghĩa là Đức Phật có thể ở lại mãi mãi. Vì đã tu pháp như thế, như thế. Ta không cần phải chết. Lần thứ ba, A Nan vẫn không nghe gì hết, không hiểu gì hết, không nói gì hết. Nên sau lần thứ ba, Đức Phật không thể nói thêm điều gì nữa. Do đó, Ma Vương đến. Và A Nan có lẽ vẫn còn ngủ. Khi Ma Vương đến gặp Đức Phật, Ma Vương đến mời Đức Phật nhập Niết Bàn. Bởi vì sau khi Ngài hỏi ba lần, không ai thỉnh Ngài ở lại đây, thì Ma Vương có quyền mời Ngài đi. Dĩ nhiên, Ma Vương rất mừng rằng Đức Phật nhập diệt. Không còn ai giáo huấn ai đúng đắn nữa. Ý tôi nói, dạy bằng nhục thể, đích thân dạy như thế này nữa, thì Ma Vương có thể kiểm soát tâm trí con người trở lại. Khi Đức Phật còn tại thế thì khác. Thành ra Chúa Giêsu mới nói, khi ta còn tại thế bao lâu, ta còn tại thế, ta là ánh sáng của thế gian. Khi ánh sáng ở đó, bóng tối biến mất, biến mất. Khi ánh sáng biến mất, thì bóng tối xuất hiện. Đó là lý do Đức Phật cứ nói, A Nan, Như Lai Đức Phật, Như Lai không cần phải chết. Không nghe gì hết, không thấy gì hết, không hiểu gì hết. Ông đang ngủ hay gì đó. Sau đó A Nan đến thưa chuyện với Đức Phật về việc gì đó. Có lẽ ông nói, thưa lúc nãy sư phụ nói gì? Đức Phật nói, ta nói với ông, ta có thể sống mãi mãi, ta không cần phải chết. Nhưng ông không nói gì. Nên giờ Ma Vương đã đến mời ta nhập Niết Bàn. Và A Nan cảm thấy đau khổ tột cùng. Ông quá u mê, mờ mù điếc câm. Nhưng đó là bởi vì ảnh hưởng của Ma Vương. Ma Vương không thể ảnh hưởng Đức Phật. Do đó, y luôn luôn ảnh hưởng người bên cạnh Đức Phật và quấy rầy Ngài. Không chỉ một ngày mà nhiều lần. Giống như y không thể cám dỗ Đức Phật, y cám dỗ A Nan, dùng nàng Ma Đăng Già hoặc những đệ tử khác, vân vân.
Chúng ta tiếp tục chứ. Dạ, thưa sư phụ. Con buồn ngủ à? Dạ, không. Quý vị gồ ghề thiệt. À, tôi thật sự có ý đó, có ý đó. Vì lúc còn ở nhà, tôi nghĩ tới quý vị. Tôi nghĩ tôi luôn đến muộn, làm quý vị phải thức và như là cản trở việc thiền định thánh thiện của quý vị. Quý vị đã nỗ lực rất nhiều, cả ngày rồi, ngồi cả ngày rồi, ngủ trên, ngồi trên vai người bên cạnh, trên bất cứ gì. Và rồi ban đêm, sư phụ không tử tế, ngồi đó nói không ngừng nghỉ. Làm sao cái lưng có thể chịu nổi? Một sư tỷ quý vị đã nói, cái lưng đang giết con, sư phụ. Nhớ không? Và một sư huynh quý vị phải đi chỗ nào đó bí mật. Khi ngừng nói chuyện ở đây, tôi về nhà, nhưng vẫn đem theo quý vị. Quý vị vẫn chưa để tôi yên, không nhanh vậy. Nên tôi nhớ những kỷ niệm tuyệt vời này. Hôm nay tôi nghĩ, nên hỏi quý vị khi nào tôi ngừng. Vì quý vị ngồi cả ngày rồi, và quý vị có thể cảm thấy đau hay gì đó. Nhất là thời tiết không ấm áp cho lắm. Quý vị có ổn không? Nói thật đi. Dạ ổn, thưa sư phụ. Sư phụ xin ở lại với chúng con, miễn là Ngài vui lòng ở lại với chúng con. À, chúng con thật sự thích Ngài. Được rồi. Và dù Ngài làm bất cứ gì, hoặc dù Ngài có vượt quá quyển lịch, hoặc Ngài đọc kinh điển, chúng con đều rất biết ơn khi được ở bên Ngài. Được rồi, tuyệt. Nhưng tôi luôn ở bên quý vị mà. Tôi luôn ở bên quý vị. Tôi chỉ ở nhà bên cạnh, cũng gần bên mà. Dù sao, tâm quý vị không bao giờ để tôi yên, thì tôi đi đâu đây? Làm sao tôi rời xa quý vị được? Làm sao? Ở đâu? Đi đâu? Thậm chí khi đi ngủ, khi ăn, tôi cũng nghĩ về quý vị. Có lẽ vị sư tỷ bị đau lưng. Đã ổn hay chưa? Được rồi, tốt. Tiếp tục nhé. Anan, Đức Phật lại nói với Anan. Anan, 10 cảnh giới này có thể hiện ra trong thiền định. Nghĩa là trong thiền định. Từ Dhyana có nghĩa là thiền định. Và rồi họ dịch sang tiếng Nhật trở thành Zen, sang tiếng Trung Hoa, đó là Chen. Tất cả là từ chữ Dhyana. Và sang tiếng Âu Lạc Việt Nam, thiền, giống nhau cả, một chữ thiền. Rồi, 10 cảnh giới này có thể hiện ra trong thiền định là do sắc ấm và tâm dụng công giao, xen với nhau mà có. Nỗ lực của tâm hoặc bị cản trở bởi sắc ấm hoặc pha trộn với sắc ấm. Skanda có nghĩa là sắc ấm, cảm giác, khứu giác, xúc giác, vân vân. Từ xúc giác, từ thính giác, từ suy nghĩ, cảm xúc, sự tiếp xúc, uống, nếm. Sắc ấm, skanda, là tiếng Phạn cho tất cả những cảm giác này mà chúng ta cảm nhận qua thân tâm. Nên khi chúng ta nhất tâm bất loạn trong thiền định, thì các yếu tố cảm giác của mình cũng dâng trào, vì đối với chúng, điều không bình thường là bỗng nhiên, tâm trí ngồi và không làm gì cả, chỉ tập trung vào gì đó mà chúng không hiểu. Nên tất cả chúng cũng đi ra. Gì? Cái gì? Cái gì? Cho nên chúng ta ngồi ở đó, nhưng không phải lúc nào cũng có thể tập trung, mà chúng ta nghĩ về điều gì đó như chuyện gì đó vừa xảy ra vài phút trước đây, hoặc hôm qua, hoặc hôm trước, hoặc lúc nãy. Và rồi tất cả tư tưởng đó thành hình. Tất cả cảm xúc này nọ thành hình. Và rồi vào thời gian đầu chúng ta thấy một số linh ảnh và này nọ. Có nhớ tôi đã kể rằng sắc ấm tạo ra những linh ảnh. Do đó, Đức Phật nói, tất cả 10 linh ảnh này, 10 giai đoạn của linh ảnh hiện ra khi mình tập trung. Và sắc ấm cũng đi ra và trộn lẫn với chúng.
Phật tiếp tục dạy, chúng sinh mê muội không tự xét kỹ, gặp nhân duyên này, mê muội không tự biết, tự cho là chứng thánh, thành tội đại vọng ngữ. Thậm chí họ không cố ý nói dối, họ sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Ôi trời ơi, vậy không công bằng. Thành ra quý vị phải thiền với sự hướng dẫn, không thể tự mình thiền, trông như người ngồi đó cứ nhắm mắt lại là có thể thiền được. Không được đâu. Quý vị phải có vị thầy kinh nghiệm hướng dẫn cũng như mọi điều khác, bằng không quý vị có thể rơi vào cạm bẫy của ma. Vì ma thích quấy rầy người tu hành, và chúng có lực lượng lớn, chúng có lực lượng lớn hơn chúng ta. Chúng ta có thân thể, có trở ngại của thân thể, chúng ta có tâm trí, có trở ngại của tâm trí, chúng không có gì hết, không gì cản trở chúng được. Chúng có thể sử dụng lực lượng của chúng đối với bất cứ ai. Chúng không thích người tu hành, bởi vì nếu quý vị giải thoát, chúng mất đi một linh hồn. Có lẽ vì quý vị chúng mất nhiều linh hồn hơn, vì quý vị ảnh hưởng người khác, và quý vị có thân nhân bằng hữu, một người khai ngộ tùy theo đẳng cấp. Quý vị mang theo 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10 đời với quý vị. Thành ra ma vương sợ. Tưởng tượng xem, nếu mọi người đều khai ngộ, thế giới sẽ trống trơn. Ma còn ai để quấy rối, làm phiền, hành hạ, hoặc làm cho lầm đường lạc lối, để vui thú, để kiểm soát đây. Đó là lý do. Trong thời mạt Pháp, sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, Như Lai là một trong những danh hiệu của Đức Phật. Các ông phải nương theo, phải truyền bá giáo lý này. Đừng để cho thiên ma có cơ hội quấy phá, giữ gìn che chở mọi chúng sinh, khiến họ liễu ngộ đạo vô thượng. Con đường của Đức Phật. Có ai muốn hỏi gì đó? Gì vậy? Con hy vọng câu hỏi này nghe không giống như câu hỏi trẻ con, nhưng con muốn biết tại sao Ma Vương không phải là người tu hành. Y không phải là người tu hành, nhưng tại sao ạ? Ý con nói nếu y không muốn, dạ, anh hỏi hàng ngàn, hàng triệu người ngoài kia, tại sao họ không muốn làm người tu hành? Cho dù tôi có đi khắp nơi thuyết pháp cho hàng ngàn người, đâu phải ai cũng muốn trở thành người tu hành, huống chi là ma vương. Y có lực lượng có thể tạo ra nhiều thứ, có thể tạo ra chúng sinh, y thích cai trị. Ma vương cũng có lực lượng như Phật. Nếu quý vị muốn biết, chỉ là y thiếu tình thương, thiếu lòng từ bi. Phật có lòng từ bi, tình thương và lực lượng. Y, ma vương, chỉ có lực lượng. Nên y không hiểu đau khổ của loài người, hoặc của tôi và quý vị, hoặc loài vật. Y chỉ ngắm nhìn sáng tạo của y, cấu xé lẫn nhau và y không bằng tâm. Tâm y không có tình thương. Đó là lý do. Thành ra nếu chúng ta tu tập bất cứ pháp thiền nào, trước tiên phải tu dưỡng lòng từ bi bằng cách trì giới. Tối thiểu là trì giới không sát sinh, không làm hại, không nói dối, hiểu không? Đôi khi nói dối cũng làm tổn thương người khác. Thế dù vậy, giới luật là để giữ quý vị sự sự đúng đắn, để quý vị không làm hại và không rơi vào ma đạo. Vì ma vương không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Y có quá nhiều lực lượng, muốn gì có nấy, bất cứ lúc nào. Y thích cai trị với bàn tay sắt. Chính vì thế, bất cứ ai làm gì sai và nhân danh sự phán xét, nhân danh luật pháp, y đưa họ vào địa ngục. Thậm chí người tu hành không hiểu, suy nghĩ nhầm lẫn rằng họ là thánh, hoặc chỉ bởi ngã chấp hay gì đó, họ vẫn đọa địa ngục. Quý vị thấy không? Đức Phật nói vậy, đọa địa ngục vô gián. Thành ra Đức Phật nài nỉ tất cả đệ tử của Ngài và chư Bồ Tát, xin hãy
Trong thời mạt pháp nghĩa là khi Ngài không còn tại thế nữa và pháp mạch đã bị suy yếu và không còn mạnh mẽ như khi Ngài còn tại thế, hoặc khi Ngài vừa nhập diệt, khi Đức Phật nhập diệt, pháp mạch vẫn còn đó. Bởi vì Ngài vẫn có Anang, Ngài vẫn có con trai La Hầu La, người cũng trở thành một trong những người kế vị. Ngài có Văn Thù Bồ Tát, Ngài có những đệ tử khác, Mộc Kiền Liên, vân vân. Tất cả họ thay phiên làm người kế vị suốt mấy trăm năm. Pháp mạch vẫn còn nguyên vẹn và còn thuần khiết. Nhưng sau khi những đại đệ tử này cũng nhập diệt thì không còn gì nữa. Đó là thời mạt pháp đối với đời của Đức Phật, hoặc với giáo lý Đức Phật. Đó là thời mà Ngài gọi là thời mạt pháp. Do đó Đức Phật lo lắng rằng người tu hành có thể rơi vào cạm bẫy của ma quỷ. Thành ra Ngài cứ nói thật lâu, thật chi tiết, thật kiên nhẫn rằng xin hãy chăm sóc họ để tất cả đệ tử còn sống của Ngài hiểu và cố gắng hết sức để chăm sóc các thế hệ người tu hành trong tương lai. À, anh nói đúng, ước chi ma vương thành người tu hành. Y không quan tâm. Vì y không có ý định giúp bất cứ chúng sinh nào khác khi y tu tập. Đó là lý do. Y tu tập chỉ để có được lực lượng hầu sáng tạo và cai trị những sáng tạo của y. Đó là ý định. Quý vị có ý định gì thì sẽ được điều đó. Quý vị thiền vì quý vị cảm thấy thương xót chính mình rằng quý vị đã bị gạt nhiều kiếp hoặc ngay kiếp này. Quý vị muốn cải thiện bản thân và muốn thăng tiến hơn nữa. Nhân tiện quý vị có thể gia trì cho các thế hệ của mình, cho các thế hệ khác, hoặc giúp đỡ tha nhân quảng bá chân lý, bất cứ gì. Vì mục tiêu cao thượng, ý định cao thượng. Nhưng Ma Vương không bao giờ có loại ý định này. Y chỉ thấy chán với thiền đàn. Y chán làm thuộc hạ của Thượng Đế tối cao hoặc của Đức Phật. Y nổi loạn. Y muốn là sếp của chính mình, cai trị bất cứ gì y tạo ra hoặc mượn. Đây là một loại tham vọng. Nên người tu hành cũng có thể tham vọng như thế. Và đây thật sự là điều đáng buồn. Vì vậy, thưa sư phụ, con cảm thấy nếu mà có tình thương và lòng từ bi, thì y thực sự có nhiều lực lượng hơn. Vì càng có nhiều tình thương và lòng từ bi, thì càng có nhiều sự hỗ trợ từ các cõi giới cao hơn, có nhiều lực lượng hơn. Ý con là cảm thấy y không khôn ngoan khi không chịu tu hành. Tôi biết không khôn ngoan, thật không hợp lý, bởi vì nếu y không đủ thông minh. Mà không nghĩ như vậy. Quý vị thấy giống như ai đó rất hăm hở, muốn trở thành giàu có hoặc nổi tiếng bằng mọi giá. Quý vị đến bảo họ, sư phụ, tôi nói quý vị giàu có, hoặc Chúa Giêsu nói tài sản trên thế gian này không là gì cả, tốt hơn là đặt tài sản của quý vị trên thiên đàng. Họ sẽ nói ra khỏi nhà tôi ngay. Hiểu ý tôi nói không? Mà chỉ là một trong các chúng sinh chưa phát triển khía cạnh này của tình thương. Y chỉ phát triển một khía cạnh lực lượng một chiều. Kính chào sư phụ, con cũng có một câu hỏi về Ma Vương. Trong quyển sách Anurag Saga do Minh Sư Kabir viết, Ngài nói Ma Vương là con của một minh sư đẳng cấp cao, giáo chủ cảnh giới thứ năm. Phải. Nên con chỉ tự hỏi, làm sao y lại trở thành người xấu như vậy? Sinh ra từ một người tốt, vì y đến từ tình thương và y không có những cạm bẫy và mánh khóe như con người ở đây trên thế gian. Bởi vì y đã ở thiên đàng với mọi hỷ lạc. Tôi đã bảo rồi, y chán ở thiên đàng, y chán làm thuộc hạ, chán làm người tốt, chán phải sống trong luật lệ. Y thích tự cai trị, y thích làm vua, giống như một lãnh tụ cách mạng nào đó, biết không? Người đó không thích chính phủ. Dạ, hiểu. Anh thắc mắc gì? Cảnh giới thứ năm cũng là bên trong thế giới bóng. Thành ra tôi sẽ đưa quý vị ra ngoài, bên ngoài. Dạ, thưa sư phụ, cảm ơn sư phụ.
Bên ngoài cảnh giới thứ năm. Nhưng nếu đến được cảnh giới thứ năm, quý vị đã tốt rồi. Nếu quý vị tốt thì quý vị ở cảnh giới thứ năm, quý vị đi đến đó. Sao? Thưa sư phụ, con có câu hỏi khác vì điều này. Ngài nói với chúng con, Ngài đã chuẩn bị một cõi đặc biệt bên trên cảnh giới thứ năm. Phải. Ngài có thể chia sẻ thêm một chút không ạ? Vì chẳng hạn như cõi này sẵn sàng cho tất cả đệ tử quán âm của Ngài. Thí dụ vậy, chỉ dành cho đệ tử của tôi thôi. Dạ, cảm ơn sư phụ rất nhiều. Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Con thương sư phụ, con cảm ơn sư phụ. Đó có phải là cõi mới mà sư phụ đã chuẩn bị không ạ? Phải. Đó là cõi được tạo ra cho quý vị. Tuyệt diệu làm sao? Cảm ơn sư phụ. Đó là chuyện bình thường. Ý ta nói như Đức Phật A-di-đà, Ngài cũng tạo ra một cõi cho những ai tin Ngài thời đó. Và sau này, nếu người nào tin Ngài, Ngài cũng nhận họ đi lên đó. Bất cứ ai tin vị minh sư đó sẽ đi đến cõi đó. Thành ra, quý vị cần phải cẩn thận chọn minh sư để theo. Vì họ đi đâu, thì quý vị đi đó. Chúng con rất may mắn, sư phụ. Những người rất may mắn. Được rồi. Cảm ơn sư phụ. Quý vị có thể đã làm việc gì đó tốt để xứng đáng được điều đó, hoặc quý vị có thể quá tệ đến nỗi không vị thánh nào muốn quý vị. Hãy lựa chọn, hãy suy nghĩ. Hãy nhìn vào bên trong. Mình là ai? Là người tốt hay người xấu? Tôi không màng. Nếu là đệ tử của tôi, quý vị có thể đi lên. Cảm ơn sư phụ. Vì tất cả những gì sai trái mà quý vị làm chỉ là do ma. Và ma cũng là kẻ đã tạo ra tâm trí. Tâm trí, ma, tất cả đều từ thế giới bóng ảo tưởng. Nên nếu quý vị làm điều gì đó sai trái, đó không phải là lỗi của quý vị. Tôi không nhìn sự việc theo cách đó. Chỉ vì tôi là thầy của quý vị, tôi cần phải chỉ cho quý vị thấy đừng làm điều này, điều nọ. Như đó là việc xấu, tạo nghiệp xấu. Việc này tạo công đức tốt. Nhưng tôi không phán xét quý vị theo cách đó. Chỉ là ở thế giới này chúng ta phải tuân theo luật lệ để mình không chịu khổ. Chúng ta không đau khổ trong khi sống ở đây, để quý vị có được tâm an bình, sức khỏe tốt, an toàn để tu hành. Nếu không có sức khỏe tốt, không có ngôi nhà tốt, quý vị làm điều xấu thì quý vị sẽ bị quấy nhiễu mỗi ngày. Làm sao quý vị có thể ngồi yên trong thời gian vốn ít ỏi mà quý vị có, mọi nhu cầu thế gian và gia đình. Và do thế giới này đã lấy đi rất nhiều thời giờ, sức lực và năng lượng của quý vị rồi. Và nếu quý vị tạo thêm rắc rối cho mình, thì làm sao có thể tu hành được? Bằng không, tôi không thấy ai trong quý vị là người có tội hoặc người xấu. Ngay cả người ngoài, ngay cả tội phạm tệ nhất, họ chỉ làm những gì họ phải làm. Họ chỉ làm theo con đường nghiệp của họ mà họ đã sa vào, bởi cạm bẫy, bởi mưu mẹo, bởi ảnh hưởng của ma quỷ. Đủ mọi thứ đang ăn tươi nuốt sống con người, loài vật và mọi chúng sinh trên địa cầu. Quý vị làm điều gì này sai, rồi làm điều khác sai, điều này dẫn đến điều kia và rồi không đứng dậy được. Quý vị hiểu không? Tôi thông cảm với mọi người, ngay cả tội phạm tệ nhất trên thế gian này. Người ta phán xét họ, tôi thì không. Tôi chỉ cảm thấy thương xót họ, vô cùng thương xót. Tôi cũng đau lòng là không phải ai cũng nghe lời tôi, để tôi có thể giúp họ. Họ không cần phải nghe theo tôi, nếu họ chỉ tin tôi thôi, tôi cũng có thể giúp họ siêu thoát vào lúc cuối đời, rồi họ không phải trở lại nữa. Nếu họ không phỉ báng tôi, thì tôi cũng có thể giúp họ siêu thoát vào lúc cuối đời. Và dù sao, tôi cũng giúp họ trong kiếp này rồi, trong những hoàn cảnh khác nhau. Mặc dù họ không thấy, họ không biết. Có người biết, mặc dù họ không phải là anh chị em đồng tu Quán Âm của quý vị, họ biết, có người thấy, có người không. Tưởng tượng xem, quý vị rất bất lực trên thế gian này, ai cũng vô cùng bất lực, và rồi bị ảnh hưởng bởi ma quỷ, bởi xã hội, bởi hoàn cảnh mà quý vị phải sống,
bởi việc làm, bởi nhu cầu sống còn. Mọi người quả là nạn nhân trên thế gian này. Nếu sinh ra trên thiên đàng, làm sao quý vị sa ngã như vậy? Ý ta nói ở thiên đàng cao hơn. Quý vị không phải sa ngã. Rồi chúng ta buộc tội Ma Vương. Nhưng thực ra y đang làm công việc của y. Mà là phải như vậy. Y phải không có tình thương, không lòng từ bi, không gì hết để quý vị có thể phát triển tình thương, lòng từ bi của mình. Vì hoàn cảnh mà tạo ra khiến quý vị cảm thấy có tình thương, nhân ái đối với các nạn nhân. Và rồi tự cảnh giác về những gì quý vị đang làm hoặc không làm. Khi điều gì đó xảy ra cho con, và con biết nó sai, không tốt, và phương hại mình, hoặc con sẽ mất tiền hay gì đó. Nhưng con cảm thấy bất lực, con không thể làm gì cả. Như con phải chờ, quý vị cảm thấy bất lực. Vâng, cảm thấy bất lực, con biết, đôi khi, không phải lúc nào cũng vậy. Như vậy có bình thường không ạ? Không bình thường, không bình thường. Không, vì quý vị đã được dạy điều sai lẽ phải, và quý vị có lực lượng minh sư bên trong để giúp đỡ, nên quý vị luôn có thể đứng dậy bất cứ lúc nào. Không được viện cớ. Những người bên ngoài, họ không có ai để nương tựa. Họ được tha thứ, quý vị thì không. Cho dù tôi tha thứ cho quý vị, ma cũng sẽ làm quý vị đau khổ. Do đó, hãy lo ngại về ma, đừng lo ngại về tôi. Tôi đã chấp nhận tất cả quý vị rồi, bất luận là gì. Quý vị là con cái của tôi, và tôi chăm sóc quý vị. Cảm ơn sư phụ. Hãy chắc chắn đừng ra ngoài và lăn trong bụi đất rồi về nhà nói, mẹ ơi, con bị dơ. Tôi đã bảo quý vị đừng tới đó, vậy nhé. Được rồi. Chúng ta có đủ mọi lý do. Tôi bảo rồi, lời nói dối vi tế này, hoặc ham mê vi tế này. Chúng ta phải canh chừng. Một số thói quen hoặc sự bào chữa thô thiển, chúng ta có thể thấy, nhưng có một số rất vi tế. Đó thật sự là những gì chúng ta phải canh chừng thật nhiều. Do đó, mỗi ngày quý vị có nhật ký, quý vị phải tự kiểm thảo điều mình nghĩ là đúng hay sai. Điều mình làm là sự bào chữa, hay mình chỉ làm thế để che đậy cho bản thân? Quý vị phải canh chừng. Bây giờ quý vị đã già dặn rồi, quý vị nên sáng suốt hơn những người non trẻ. Được rồi, đừng lo. Lần sau hãy đứng dậy. Được chứ? Lần sau. Lần sau đừng viện cớ để nằm đó nữa. Hãy đứng dậy, được không? Thưa sư phụ, giờ con đứng dậy. Con sẽ không viện cớ nữa. Con biết nếu Ngài là con, Ngài sẽ làm gì, cho nên con sẽ đứng dậy. Con sẽ đứng dậy thoát khỏi điều này. Vì nếu sư phụ là con, Ngài sẽ thoát ra. Do đó, hãy làm điều quý vị nghĩ sư phụ sẽ làm, không viện cớ. Rồi, tiếp tục. Anan, thiện nam tử ấy tu tập chánh định, trong khi tu Samatha, sắc ấm dứt sạch, thấy tâm chư Phật như bóng hiện ra trong gương, như có chỗ sở đắc nhưng chưa dùng được. Ví như người bị bóng mọc đè, tay chân còn y nguyên, thấy nghe không lầm, nhưng tâm bị khách tà, không cử động được. Đây là phạm vi của thọ ấm. Sau khi vượt qua hết 10 giai đoạn này, quý vị vẫn phải đi qua cổng khác ở đây. Khi mọc đè lắng dịu rồi, nghĩa là họ biết mọi thứ, họ thấy tâm Phật, họ biết tất cả chân lý, nhưng họ chưa dùng được. Họ vẫn còn bị quấy rầy, bị thọ ấm cản trở. Đại khái vậy, do đó họ chưa hoàn toàn tự do. Vậy nên, một khi vấn đề mọc đè, Đức Phật so sánh trạng thái bất lực của tri thức, thấy chư Phật và biết giáo lý, chân lý, nhưng không thể dùng, như thể bị mọc đè.
Nhưng khi trạng thái đó dịu đi, tâm rời khỏi thân, trở lại thấy được mặt mày, đi ở tự do, không còn ngăn ngại. Đây là hết thọ ấm. Người ấy có thể vượt qua kiến trược, xét kỹ nguyên do của thọ ấm, thì vọng tưởng hư minh là cội gốc của thọ ấm. Khi họ thoát khỏi trạng thái bị mọc đè, thì họ có thể phân tích rõ ràng là sự bất lực này từ đâu đến. Rồi họ biết đó chỉ là vọng tưởng hư minh. Họ nghĩ họ sáng suốt ở trạng thái đó, nhưng chỉ là ảo tưởng. Tâm trạng rõ ràng có lẽ đến sau đó, không phải lúc này. Và rồi họ biết nguồn gốc của sự cản trở bất lực này là vì vọng tưởng, từ niềm tin sai lầm rằng đó là tánh sáng tỏ, thanh tịnh thật, nhưng vẫn chưa đúng. Đó không phải là Đức Phật nói, tôi giải thích cho quý vị thế thôi. Bây giờ Đức Phật nói tiếp, Ananda, thiện nam tử đó, khi ở trong trạng thái này, được sáng suốt màu nhiệm vô cùng, tâm ấy phát minh, sau khi họ nhận ra tất cả những bất lực này đến từ đâu, và sự không rõ ràng, và sự rõ ràng không thật đến từ đâu, thì họ có thể thấy ánh sáng rực rỡ. Do bên trong trí bị đè nén quá lâu, người đó bỗng dưng phát sanh tâm thương cảm vô cùng, cho nên họ xem ngay cả mũi mọc như là con mới sinh. Tâm họ đầy thương xót, bất giác rơi lệ. Một số quý vị cứ khóc và không biết tại sao. Khóc rất nhiều mà không biết tại sao. Sau khi thiền, hoặc đôi khi trong lúc thiền, nước mắt cứ tuôn rơi, vì lúc đó tâm trí nội tâm cảm thấy rất thương xót tất cả chúng sinh. Nên quý vị đi vào trạng thái từ bi, trái ngược với Ma Vương. Y hoàn toàn không có. Tâm y đóng lại, y cắt đứt để y có thể làm việc của y. Bây giờ chúng ta luôn nói về, đây là một ví dụ khác cho quý vị. Nhớ không? Phật lúc nào cũng có một người quấy rầy Ngài trong mọi kiếp sống. Ngay cả khi Ngài đã thành Phật rồi, ông ta luôn gây rắc rối cho Đức Phật, thậm chí muốn giết Ngài. Ông ta không giết được, nhưng rồi tình cờ cắt một ngón chân của Ngài và luôn gây rắc rối cho Ngài. Nhưng một số kinh điển giải thích rằng Đề Bà Đạt Đa cố tình làm vậy để Đức Phật sẽ luôn luôn tiến bộ trong mọi hoàn cảnh. Trong một trong những câu chuyện, sau khi ông hại Đức Phật, ông còn móc mắt Ngài, mắt của Đức Phật, vì ganh tị hay chuyện gì đó. Vì ông muốn làm vua và ông giết anh mình. Không giết, nhưng móc mắt để Đức Phật không biết làm gì nữa. Không thấy được, không đi được, không trở lại được vương quốc. Rồi ông về nhà, nói dối rằng Ngài đã chết. Sau khi ông làm xong việc đó, truyện có lời bình rằng chính Tề Bà Đạt Đa có lẽ trong lòng tự nói với bản thân, ta đã làm một việc tốt, ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Trong nhiều truyện khác tương tự như vậy, Đề Bà Đạt Đa, kẻ thù hàng đầu của Đức Phật, luôn cảm thấy vui mừng khi làm xong điều gì đó sai quấy đối với Đức Phật, bởi vì ông nói là đã hoàn thành một nhiệm vụ một cách tốt đẹp. Ông cảm thấy tự hào về điều đó, vì sau đó Đức Phật đã tẩy rửa mọi nghiệp quả còn lại, hoặc trở nên từ bi hơn nhờ hoàn cảnh đó. Thay vì cảm thấy thù hận người em, Ngài cảm thấy thương xót ông vì người em quá vô minh chẳng hạn vậy. Rồi mặc dù Ngài mất đi cặp mắt trần, Ngài không hề đánh mất linh hồn,
Ngài không hề mất lòng từ bi. Cho nên dù chúng ta trách ma vương đủ mọi điều, chúng ta cũng phải cảm ơn y. Vì nếu y không gây ra mọi điều sầu khổ, đau đớn như vậy, thì khi ra ngoài quý vị không thấy nỗi đau, quý vị không thức tỉnh trước sự vô thường, không cảm thấy thức tỉnh trước cuộc đời vô thường, hoặc quý vị không đánh thức lòng từ bi và tình thương của mình. Khi thấy người bị lạnh, đói, run rẩy ngoài đường, quý vị không cảm thấy thương xót sao? Quý vị đồng lòng từ bi và cố gắng, có lẽ quý vị có một số quần áo quý vị đưa cho họ mặc, hoặc quý vị về nhà mang cho họ một số thức ăn, thấy không? Tốt cho quý vị, phải không? Nếu mà chăm sóc mọi người, nơi đây đã là thiên đàng rồi, tôi cần ngồi đây để làm gì? Quý vị cần đi ra ngoài làm việc từ thiện để làm gì? Vì vậy, dù y là người xấu hay người tốt, y tốt cho quý vị. Chính chúng ta phải làm người tốt. Không cần bận tâm về ma. Nếu mình xấu, mình mới nên lo lắng. Ma xấu, mình không cần phải lo. Cho dù không thể kiềm chế ma, chúng ta không nên bận tâm về y. Hãy lo rằng chúng ta có xấu hay không, hiểu chứ? Vậy thì cảm ơn quý vị. Có đúng không? Nên mọi người trên thế giới này, hoặc người gần bên, xấu hay tốt, thật sự là vì lợi ích của chúng ta. Tiếng Anh họ có câu, tôi đã là người như vậy, để bạn trở thành người như hôm nay, đại khái vậy, hiểu chứ? Có lẽ đó là lời nói trí huệ, ai đó góp nhặt trí huệ này và nói cho chúng ta một câu ngắn như vậy. Nên thật sự chúng ta, quý vị và tôi, chúng ta đều kết nối, tất cả chúng ta giúp đỡ lẫn nhau bằng cách nào đó tốt hay xấu, để chúng ta có thể tiến bộ, phát triển trong sự tiến hóa tâm linh của mình. Do đó, hãy nhìn tất cả bằng thái độ đó. Trước đây tôi đã kể chuyện về một anh chàng. Mỗi khi thấy người say rượu bên ngoài, anh thay đổi, trở thành người tốt hơn. Người ăn xin say rượu và đáng thương luôn ngồi bên ngoài, ở nơi anh chàng đó đi ngang qua. Người ăn xin ngồi ở đó để giúp anh chàng đó nhớ, để nhắc nhở điều gì đó mà anh thậm chí không nhận ra. Nhưng anh đã cải thiện, ít ra anh sẽ không trở thành người say rượu. Vì anh biết, khi nhìn người đó uống rượu rất nhiều và trở thành người ăn xin, ngồi bên đường trong thời tiết lạnh, không có nhà, không tình thương, không có gì cả. Quý vị hiểu ý tôi không? Gương xấu là để nhắc quý vị đừng làm như thế, gương tốt là để cho quý vị noi theo. Vậy thì tất cả đều tốt, thiên hạ vốn vô sự. Chỉ cần tốt thì mọi việc đều tốt. Rồi quý vị có thể thấy mọi thứ rõ ràng hơn và hiểu ra rằng hoàn cảnh thật ra không phải ở đó để cho chúng ta không ưa và phàn nàn. Mặc dù đôi khi tôi nói tôi không thích ghế sofa đó, nhưng tôi không có ý đó. Đó là cách chúng ta nói về mấy thứ trên thế gian này. Thật ra tôi không nên nói vậy, chỉ là thói quen. Tôi học từ quý vị. Lúc ra đời, tôi chưa bao giờ nói những câu như vậy. Có không? Sau đó, chúng ta lớn lên và mọi người nói này, nói nọ. Và rồi nó khắc ghi vào đầu óc, rồi chúng ta nói giống như vậy. Nhưng từ nay trở đi, hãy cố gắng nói những điều khẳng định. Dùng những từ ngữ khẳng định. Thay vì nói tôi cảm thấy bệnh quá, chỉ nói tôi không được khỏe. Hoặc tôi không khỏe. Hoặc tôi sẽ khỏe hơn. Tôi sẽ khá hơn. Được rồi, chúng ta tiếp tục. Người đó khóc trong lúc thiền hoặc sau khi thiền. Nhiều quý vị có thể nghiệm điều đó, tôi biết vậy. Cho nên đừng hỏi tôi. Có lẽ đây là một trong những ma quỷ làm quý vị khóc. Đây gọi là đè nén tâm quá mức trong khi công phu. Mình đè nén tâm quá mức nên tâm bật khóc. Tâm không chịu đựng nổi, nó tạo ra mọi ảo tưởng cho mình. Nếu nhận ra điều đó, thì không có gì sai trái. Không có vấn đề, không có gì xấu. Nhưng thể nghiệm này chẳng phải là chứng thánh. Nếu người đó biết rõ như vậy và không còn mê lầm, thì trạng thái đó dần dần sẽ tự biến mất. Không còn khóc nữa, có lẽ cười tới tận mang tai.
Không biết nữa. Nhưng nếu nghĩ mình chứng thánh thì bị loài ma bi lụy. Bây giờ quý vị biết tên gọi của loài ma đầu tiên. Còn thêm nhiều loài ma sẽ đến. Tùy theo quý vị đang ở giai đoạn nào, đang ở giai đoạn liễu ngộ nào. Và không lầm lẫn điều đó là chứng thánh. Đây là giai đoạn đầu tiên khi quý vị buồn và khóc, quý vị cảm thấy thương cảm cho từng con mũi nhỏ và con kiến nhỏ mà quý vị nhớ. Cảm thấy thương xót chúng sinh không có nghĩa là quý vị phải để đau buồn ngập tràn bản thân mình. Cảm thấy thương cảm, nhưng tâm mình định biết rằng đó là nghiệp thế gian mà. Không để mình bị choáng ngợp cho đến khi thấy chán nản. Chán nản đến mức mình muốn lấy tính mạng mình hay gì đó. Đó là không được. Nếu tâm buồn và quá thương cảm đối với mọi chúng sinh, quá sức đau buồn, không được. Có thể buồn nhưng đừng ngã quỵ. Đừng cảm thấy như đây là tận cùng của mọi thứ. Nên tốt hơn là họ chế ngự bản thân và biết trạng thái tiến hóa, sự tiến hóa tâm linh của mình, thì loài ma bi lụy sẽ không đến. Bây giờ tôi đang giải thích ở đây. Bằng không, Đức Phật nói, loài ma bi lụy nhập vào tâm phủ, hễ thấy người thì thương khóc vô hạn. Nếu thấy bất cứ chúng sinh nào, họ sẽ cảm thấy buồn, bởi vì họ chỉ thấy nỗi đau buồn nơi người đó. Họ sẽ nhớ, sẽ thấy khi người đó buồn, hoặc họ có tâm trạng buồn. Dù sao, cả thế gian này đều buồn. Đời người thật đáng buồn, nên nếu nhìn thấy bất cứ ai, họ sẽ khóc. Khóc vì thương xót. Nếu mất chánh định, sẽ bị chìm đắm. Hãy cẩn thận. Bất cứ lúc nào quý vị nghĩ tâm trí đổi sang tệ hơn hoặc không ổn, thì quý vị gọi Minh Sư xin giúp đỡ. Gọi các thiên đế. Gọi các đấng bảo hộ. Đừng nghe theo trạng thái cảm xúc hoặc vọng tưởng của mình. Lại nữa, Anan, khi ở trong trạng thái định này, thì nam tử thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ. Vào lúc đó, cảnh giới thù thắng hiện ra, cảm kích quá phần. Đó là trạng thái khác. Trong trạng thái này, bỗng dưng, họ sinh tâm rất dũng mãnh. Có lẽ bây giờ họ có dũng khí, rất nhiều dũng khí. Bỗng nhiên dũng khí tràn dâng trong họ. Tâm rất dũng mãnh, thông minh, bén nhạy, sánh đồng như Phật, cho rằng có thể vượt qua ba A Tăng kỳ kiếp chỉ trong một niệm. Đây là trạng thái khác của sự quá tự tin. Họ có thể vượt qua ba A Tăng kỳ ức kiếp. Nghĩa là, trời ơi, mình cũng không thể hiểu bao nhiêu, bao lâu. Họ có thể vượt qua chỉ trong một niệm, chỉ một niệm. Quá tự tin, dũng mạnh, đề cao mình quá sức, lòng tự tôn. Đây được gọi là dụng tâm, lấn lướt quá mức. Nếu nhận biết, thì không sai lầm. Thể nghiệm này không phải là chứng thánh. Nếu biết rõ như vậy và duy trì sự sáng suốt, thì trạng thái đó sẽ tiêu mất. Vậy đừng lo, chỉ là đi ngang qua thôi. Nhưng nếu nghĩ mình chứng thánh, thì liền có ma cuồng nhập vào tâm phủ. Điều này còn tệ hơn loài ma bi lụy. Khi gặp người nào, họ sẽ liền khoe khoang về mình. Họ cực kỳ ngã mạn. Đến mức trên không còn thấy chư Phật, dưới không thấy có ai. Nếu bỏ mất chánh định, họ sẽ bị chìm đắm. Do đó hãy cẩn thận.
Càng đọc, tôi càng nghĩ nếu mình không có một vị Phật bên cạnh, quý vị sẽ rớt bất cứ lúc nào. Quý vị thấy tất cả mười phương chỉ như trong lòng bàn tay mình rất rõ ràng. Có lực lượng và biện tài vô ngại mà vẫn chưa đi đến đâu. Và bên trên đó rồi mà vẫn còn lo rằng mà quỷ sẽ đến và gây rắc rối cho mình. Đó là tôi nói quý vị biết, bởi vì chúng ta không nên có những cảm giác tham vọng. Đừng muốn thành Phật để ra ngoài khoe khoang với người khác. Nếu quý vị có bao giờ muốn thành Phật thì hãy vì lòng từ bi của mình mà thôi. Vì quý vị thấy mọi chúng sinh đau khổ quá nhiều và quý vị mong ước có được một số lực lượng để có thể giúp họ cách nào đó. Đó là lý do duy nhất mà quý vị muốn thành Phật. Không phải để ra ngoài thuyết pháp hoặc có rất nhiều đệ tử tôn thờ, dâng lên rất nhiều cúng dường để xây nhà cho mình, vân vân, trở thành nổi tiếng, trở thành nhân vật quan trọng, hoặc để được tôn thờ, để được tin tưởng, chỉ để cho mình quan trọng, thì đó là không đúng. Vậy thì đó là lỗi của quý vị. Quý vị đáng để ma quỷ đến với quý vị, bất cứ ma nào hoặc tất cả ma. Đừng bao giờ muốn danh tiếng nào trên thế giới này. Để làm gì? Danh tiếng tồn tại được bao lâu? Tôi đã nói rồi, nổi tiếng là một sự phiền toái. Người ta sẽ ganh tị với quý vị. Họ sẽ tìm cách gây rắc rối, phương hại quý vị. Quý vị hầu như luôn phải chạy vì tính mạng của mình. Thật sự là như thế đó, nhất là nếu mình không phải trong lĩnh vực chính trị, không có hộ vệ, không có gì cả. Đó không phải là địa vị để quý vị ham muốn, sở hữu, ganh tị. Không bao giờ. Hãy loại bỏ tất cả ra khỏi tâm trí. Hãy thiền để tự cải thiện mình. Và loại bỏ mọi dấu vết không mong muốn mà quý vị nghĩ là không tốt cho việc tu hành. Luôn cầu nguyện để được bảo vệ và giúp đỡ để ngã chấp sẽ không hại quý vị bằng bất cứ cách nào. Để lòng từ bi của quý vị sẽ ngày càng phát triển. Để quý vị đi tới đâu, phước lành, tâm linh và lực lượng của mình sẽ ảnh hưởng mọi người trở nên tốt hơn, sẽ giúp họ bằng mọi cách, trong một số cách. Dù quý vị biết hay không biết, nếu quý vị tốt, mọi người sẽ được ban phúc, cũng giống như cây đàn hương sẽ tỏa hương thơm. Đóa hoa hồng sẽ tỏa hương thơm tươi mát và làm mình cảm thấy dễ chịu. Hoa hồng không khoe khoang hương thơm hoặc thành quả của nó. Mặt trời không cứ luôn công bố lợi ích cho thế giới biết, mà chỉ làm thôi. Giống vậy, người tu hành chúng ta nên có duy nhất một mục tiêu trong tâm, đó là để lợi ích cho tha nhân, bằng cách nhỏ, cách lớn, bất cứ cách nào mình có thể làm. Tốt hơn là chúng ta cũng đừng biết, để ngã chấp không làm mình phỏng mũi. Khi chưa học pháp môn Quán Âm, tôi gặp một số nhà sư Phật giáo. Họ cho tôi mượn một số kinh điển, vân vân. Một ngày nọ họ nói, được, có một buổi lễ. Nếu muốn làm người cấp dưới, người được họ bảo vệ, thì hãy có buổi nghi lễ, mua trái cây, nhang, để cúng dường chư Phật và phát tâm muốn trở thành Phật tử ngoan, như thế đó. Và rồi họ thấy là tôi rất thành tâm, nên họ nói, được rồi, chúng ta sẽ thắp cả bó nhang. Tôi không biết một bó lớn, tôi không biết 30 hay 50 cây cả gói nhang. Chúng tôi cắm nhang vào lư hương và nhang cháy. Và rồi các tăng ni nói với tôi, bây giờ nếu cô ước gì đó, thì cô có thể nói với vị Phật bên trong. Bây giờ, trong buổi lễ này, chúng tôi là nhân chứng, nhưng cô đừng nói với chúng tôi. Cô chỉ ước trong lòng thôi. Nếu mấy nén nhang uống công, hoặc một số uống công, thì lời ước sẽ trở thành sự thật. Cả bó nhang đều uống công. Cả bó uống công và tàn không rơi, vì bình thường nhang rất dài. Một số tàn nhang hẳn phải rơi xuống, không, không nén nhang nào. Và các sư thầy của tôi đều mở to mắt nhìn. Trời ơi, cô ấy ước gì vậy?
Và tôi đã kể quý vị nghe điều tôi ước rồi. Tôi ước tôi có thể giúp những chúng sinh đau khổ nhất, những người hoặc chúng sinh đau khổ nhất mà thậm chí tôi không biết tới. Tôi không muốn biết. Đó là điều tôi ước khi mới hai mươi mấy tuổi. Lúc đó, tôi chưa tu Pháp Môn Quán Âm. Do đó, nếu tu hành nhiều kiếp rồi, quý vị sẽ không quên mục tiêu của mình. Quý vị trở lại nữa và làm điều tương tự nữa. Quý vị hiểu không? Quý vị sẽ chỉ muốn giúp tha nhân mà thôi. Và lúc đó, nhiều, nhiều năm rồi, tôi không bao giờ kể cho ai nghe, nhưng tôi nghĩ bây giờ tôi có thể kể quý vị biết. Có lẽ là gương tốt. Đây là điều mà chúng ta nên ước. Thật vậy. Vì lời ước của tôi thật sự đã trở thành hiện thực, nên tôi vui mừng để nói với quý vị rằng nếu quý vị thật sự ước như thế, nó sẽ trở thành sự thật. Điều này gợi con nhớ về việc sư phụ đi lên Hy Mã Lạp Sơn mà không sợ hãi và không có hướng dẫn, không gì hết. Ngài có thể bị rơi xuống tuyết. Ngài có dũng khí lắm mới lên được đó. Ở lúc đó tôi còn trẻ và vô địch mà. Tuổi trẻ, họ làm đủ mọi chuyện. Chỉ vì tôi nghĩ, nếu tắm ở đầu nguồn sông Hằng, nghiệp của tôi sẽ được tẩy sạch, nên tôi muốn làm thế. Con thì chỉ lười ngồi trên ghế sofa không thể thiền, còn ngài thì lên tận Hy Mã Lạp Sơn. Có gì đâu, chúng ta khác nhau. Cảm ơn anh có lòng khiêm tốn quá. Chúng ta khác nhau, không cần phải so sánh. Bởi vì tôi là tôi, còn anh là anh. Nhưng anh tu hành, anh tin vào tôi. Vậy là tôi vui lắm rồi. Thêm một người được giải thoát trên thế gian. Ảnh hưởng tới 5, 6, 7, 8, 9 đời của anh. Và từ trường của anh, ảnh hưởng xung quanh anh và trong quốc gia, giúp đỡ quốc gia của anh ngày càng trở nên tốt hơn. Tôi rất biết ơn rồi. Không cần mọi người đi lên Hy Mã Lạp Sơn. Giống như ở huyện của quý vị, có một bác sĩ là đủ. Đâu cần ai cũng phải đi học y khoa. Và tất cả đều thành bác sĩ để làm gì? Tôi không nói điều đó với quý vị vì tôi hãnh diện. Tôi chỉ vui mừng. Mừng là điều ước của tôi đã thành sự thật. Và nếu quý vị thật sự thành tâm ước bất cứ gì, nó sẽ trở thành sự thật. Chỉ cần hãy chắc chắn rằng quý vị ước điều tốt. Thưa sư phụ, con có lời thỉnh cầu nhỏ. Con không là gì cả và mong muốn giao trọn linh hồn cho ngài. Và con muốn tiến bộ. Anh sẽ được, anh sẽ được. Tất cả quý vị đều sẽ được nếu quý vị tu hành và là người tốt. Tôi chỉ yêu cầu vậy thôi. Miễn là quý vị không làm hại bất cứ ai. Quý vị tọa thiền và vẫn tin tôi thì quý vị sẽ lên cao. Thậm chí không cần giúp điều gì khác. Chỉ cần không hại bất cứ ai. Vì khi ở Ấn Độ, tôi đã tu Pháp Môn Quán Âm, nhưng có lẽ tôi ở giai đoạn của quý vị bây giờ, nên tôi nghĩ có thể làm gì khác để cống hiến nhiều hơn, có giá trị hơn cho thế giới. Vậy nên người ta nói, tôi nghe nói người Ấn Độ, họ đi hành hương, họ làm này làm kia, họ đi đến các đền thờ khác nhau của các vị minh sư thời quá khứ, để cúi lại các ngài, và đầm mình trong làn nước băng giá. Để tẩy rửa nghiệp chướng, bất cứ gì tôi đã làm tất cả. Phòng khi tôi vẫn còn một số vấn đề. Hoặc tôi chỉ làm bất cứ gì tôi có thể thế thôi. Tất cả là như thế đó. Cứ nỗ lực hết mình, hiểu chứ? Không cần đi lên Hy Mã Lạp Sơn. Quý vị đã có cái mà Hy Mã Lạp Sơn không thể cho quý vị. Tôi thì khác. Lúc đó tôi còn trẻ và háo hức. Nhưng nếu tôi biết những gì tôi biết bây giờ, thì có lẽ tôi sẽ không dám đi. Tôi bảo rồi, lúc đó tôi trẻ. Khi còn trẻ, chúng ta không nghĩ quá nhiều. Chúng ta chỉ làm những gì mình muốn làm. Và nhất là những điều này không có hại cho ai hết. Đây chỉ là dựa theo Phật giáo, dựa theo Thiên Chúa giáo. Lúc đó, tôi chỉ làm điều tốt. Tôi không nghĩ nhiều cho lắm, hết sức tập trung vào Thượng Đế. Thương yêu Thượng Đế, không có gì khác quan trọng. Khi đặt hết tâm trí vào điều gì đó, mình quên những điều khác, mình thật sự không nghĩ, thậm chí không có ý nghĩ về suy nghĩ nào trong đầu. Chỉ muốn làm điều đó thôi. Như ở đây bây giờ, bất cứ ai, nếu không cần phải ra ngoài, quý vị sẽ không đi. Quý vị chỉ muốn ngồi ở đây bởi vì quý vị muốn tập trung nghe tôi nói chuyện. Quý vị thích. Tương tự, lúc đó tôi còn trẻ, tôi chỉ muốn được khai ngộ. Càng nhanh, càng tốt.
Không phải để khoe, chuyện là vậy. Quý vị có thể muốn khai ngộ, để có thể ra ngoài giảng đạo. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ là minh sư, không bao giờ. Mặc dù tôi đã từng được thỉnh cầu 2, 3, 4 lần, tôi vẫn chưa bao giờ nghĩ vậy. Mình không biết mình là minh sư như thế đó. Nên nếu quý vị tự cho mình là minh sư thì hãy quên chuyện đó đi. Nhưng điều tôi biết bây giờ đã được các thiên đàng tiết lộ cho tôi. Các thiên đàng cao đẳng. Thậm chí tôi còn dọa họ. Nếu quý vị nói dối, nếu quý vị muốn làm cái ngã của tôi nổi lên, tôi sẽ tính chuyện với quý vị. Tôi dọa họ. Vì vậy họ nói không, không, chúng con không dám. Chúng con tôn sùng Ngài, chúng con rất vui. Là Ngài ở đây trên thế gian này, chúng con rất mừng, chúng con rất biết ơn. Họ khiêm nhượng đến như thế và tiết lộ với tôi. Không phải tôi hỏi và cũng không phải tôi cố tìm hiểu tôi quan trọng thế nào hoặc bất cứ gì cả. Không, không, ngay cả bây giờ tôi cũng không cảm thấy gì vĩ đại cả. Tôi chỉ cảm thấy tôi là thầy, giảng một số kinh điển cho quý vị. Bất cứ gì xảy ra, đây là lực lượng bên trong, không phải bên ngoài. Tôi bảo rồi, cho dù tôi muốn, nó sẽ có những hậu quả. Thậm chí, tôi đã lập một lời nguyện rất độc với chư Phật và các thiên đế, bất cứ ai đã làm chứng. Tôi nói, nếu tôi có bao giờ làm đường lạc lối, để rồi gây hại cho người khác hoặc dẫn dắt họ đi sai đường thì xin hủy diệt tôi ngay lập tức. Hủy diệt tôi hoàn toàn. Đừng để tôi hại bất cứ ai bằng việc dẫn dắt họ đi sai đường. Tôi lập một lời nguyện đọc như vậy nhiều năm về trước. Vì lúc đó, có người đã bắt đầu đến với tôi và thỉnh cầu tôi truyền tâm ấn và khuyên bảo này nọ. Và tôi không biết mình là loại minh sư nào hoặc đẳng cấp nào, không biết gì hết. Dĩ nhiên, tôi có một số thử nghiệm bên trong như quý vị, nhưng ai biết được đẳng cấp của mình ở đâu? Biết không? Không tự tin. Nên tôi phải lập một lời nguyện mạnh mẽ như thế. Tôi nói, nếu tôi có tầng hại, bất cứ ai dù vô tình hay hữu ý, xin hãy hủy diệt tôi. Chỉ như thế, bởi vì tôi thật sự không muốn dẫn dắt bất cứ ai đi sai đường. Nếu tôi không ở đó, thì họ có thể tìm được một vị minh sư tốt, một chân sư. Tôi không là ai cả và chỉ nói huyên thuyên, và rồi tôi sẽ cản trở họ. Bởi vì đa số mọi người đều vô tư. Họ đơn thuần, họ thậm chí không biết ai là minh sư, ai không. Và tôi chỉ ngồi đó và làm minh sư. Trong khi đó, nếu tôi không phải là minh sư, nếu tôi không làm đúng, nếu tôi làm lẫn, thì tôi cản trở họ tìm đến vị minh sư tốt khác. Thành ra tôi nói, xin hủy diệt tôi nếu tôi không đúng, nếu tôi đi không đúng chánh đạo, nếu tôi không phải là người mà mọi người nghĩ, hoặc nếu tôi không thể dạy họ, hoặc thật sự dẫn mọi người đến chánh đạo thì hãy hủy diệt tôi. Tôi không màng nếu linh hồn tôi hoàn toàn bị hủy diệt. Chúng ta trở lại với Đức Phật. Tôi mãi mãi biết ơn Đức Phật vì Ngài đã sống thọ và mãi mãi biết ơn những người ghi chép kinh sử đã viết lại tất cả những điều này và tôi biết ơn tôn giả A Nan và tất cả các dịch giả. Mãi mãi biết ơn. Mỗi lần tôi đọc kinh trong lòng tôi rất biết ơn. Lại nữa, Đức Phật nói, lại nữa, khi ở trong trạng thái định này, hành giả thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ. Trước, không thấy có cảnh giới mới để chứng, lùi về thì mất chỗ cũ, trí lực suy yếu, rơi vào nơi cùng cực. Không còn gì để trông mong. Bỗng dưng có cảm giác đơn điệu, khao khát trỗi dậy. Trong mọi lúc đều thầm nhớ không quên. Lầm cho như vậy là tưởng tinh tấn. Đó có nghĩa là họ rất tinh tấn, gắn hết sức tu hành nên họ làm như thế. Đây gọi là tu tâm mà thiếu trí huệ. Nếu nhận biết được thì không sao. Thể nghiệm này không phải là chứng thánh. Như thường lệ, trời ơi, chúng ta sẽ đi đâu đây? Nhưng nếu tự cho mình chứng thánh, liền bị loài ma trí nhớ nhập vào tâm. Loài ma gì? Loài ma trí nhớ. Tin điều đó được không? Nghe vô hại nhưng không đâu.
sẽ nhập vào tâm trí. Ngày đêm giữ tâm treo vào một chỗ, bỏ mất chánh định, nghĩa là trí huệ sẽ bị chìm đắm. Ôi trời ơi! Rồi, trí nhớ. Tôi nên giải thích cho quý vị hay quý vị hiểu đó là gì rồi? Dạ, xin Ngài. Như thế này, quý vị biết ký ức phải không? Không phải tất cả đều dễ chịu. Dù sao, ký ức cũng là quá khứ, phải không? Chúng ta đã làm nhiều điều xấu trong quá khứ, đời đời kiếp kiếp. Chúng ta không nhớ được hết. Nhưng tôi thắc mắc. Để tôi giải thích trước, nhắc cho tôi về thắc mắc này nhé. Vì có lẽ tôi cứ nói suốt liên tục rồi lại quên nữa, luôn luôn vậy. Vì có quá nhiều điều để nói. Và điều nào là ưu tiên? Đôi khi tôi quên. Điều này sẽ dẫn đến điều khác và rồi mình quên điều đó. Ký ức không phải lúc nào cũng dễ chịu. Tất cả chúng ta không có 100% ký ức tốt. Quý vị ai cũng biết điều đó. Và hành giả này nhập định nhưng bị kẹt. Bởi vì bây giờ họ mất tất cả những gì mà họ đã đạt được trước đây. Trước đây họ có thể thấy nhiều điều. Có thể cảm nhận tất cả không gian của vũ trụ. Có thể thấy tâm của Đức Phật và biết giáo lý, vân vân. Họ còn có thể giảng đạo và bây giờ họ không có gì hết. Họ đã đi vào mùa đông của linh hồn hoặc bóng tối. Màn đêm của người tu hành. Có lẽ cảnh giới thứ tư, chưa biết. Bắt đầu của cảnh giới thứ tư là tối. Sau này ánh sáng của quý vị tỏa ra. Và ánh sáng của mọi người tỏa ra, vì vậy toàn bộ cảnh giới thứ tư cũng rất sáng. Chỉ có vùng đệm là tối. Nơi đó là để ngăn bất cứ ai trong tam giới đi vào cảnh giới thứ năm. Đó là vùng đệm biên giới. Nên không ai có thể vào cảnh giới thứ tư nếu không có sự dẫn dắt, không có minh sư. Quý vị không thể tới đó, không bảo đảm. Đi đến đó, quý vị có thể bị tan rã hoặc tan biến trong nỗi buồn ký ức này. Bất cứ gì, vĩnh viễn. Chỉ là hàng rào bảo vệ ở nơi bắt đầu của cảnh giới đó, nhưng sau đó thì tốt, sau đó mình tự do. Khi vượt qua đó, quý vị tự do, và rồi từ từ đi đến cảnh giới thứ năm nếu quý vị có minh sư. Nếu không có thì quý vị cũng an ổn trên cảnh giới thứ tư. Nếu không thể đi xa hơn thì ở cảnh giới thứ tư. Quý vị cũng tự do rồi, quý vị tự do. Không phải tới sinh bất cứ nơi đâu nếu không muốn. Và quý vị đã là thánh. Cỡ nào đó. Không cao nhất, nhưng vẫn là thánh. Bây giờ nói về ký ức, nếu bị kẹt ở đó và mất đi lực lượng tâm linh mà mình đã đạt được hoặc đã để lại đằng sau, quý vị đi vào giai đoạn mùa đông của linh hồn. Bên trong quý vị trống rỗng, bên ngoài mù mịt. Và bây giờ chỉ còn là ký ức. Một số ký ức có thể tốt, nhưng hầu hết là xấu. Từ những kiếp khác nhau, tất cả đều đến và mình bị kẹt trong kho ký ức đó. Tưởng tượng xem cảm thấy thế nào. Bất lực, phải không? Quý vị không thoát ra được, không thể quên. Vì loài ma của trí nhớ sẽ giữ tâm quý vị ngay đó luôn để làm quý vị đau khổ. Ôi trời ơi, quý vị đã lên quá cao rồi mà ma quỷ vẫn có thể hành hạ quý vị như thế. Tưởng tượng coi, nếu không có minh sư, quý vị sẽ xoay sở sao đây? Nên một số người tọa thiền, họ chỉ bắt chước chỗ này, bắt chước chỗ kia. Rồi họ thiền. Thành ra, một số họ bị điên, thật sự như vậy, thậm chí còn bị bỏ tù nữa. Đúng thế. Nên quý vị phải nhớ cho kỹ năm hồng danh để bảo vệ quý vị. Bây giờ còn có món quà nữa, cả hai đều bảo vệ quý vị. Và phải bám chặt vào lực lượng minh sư. Phải có đức tin, hiểu chứ. Bởi vì thật sự mà nói, tôi không dạy quý vị điều gì sai cả. Tôi không dạy quý vị làm điều gì xấu cả. Và quý vị có một số bằng chứng. Ký ức là xấu. Thắc mắc của Ngài, Sư Phụ. Thắc mắc. Được. Tốt, tốt. Tôi bỗng dưng thắc mắc. Đức Phật đang nói về ai? Vì nếu họ đã thọ tâm ấn. Ồ không, chúng ta vẫn có thể đi sai đường, thậm chí sau tâm ấn.
Nếu tâm quý vị không thành tín với giáo huấn của Đức Phật, nếu không tin Đức Phật 100%, nếu không tu hành những điều Đức Phật đã dạy, thì tâm trí có thể gạt quý vị vào một giai đoạn khác. Và ngay cả mang trở lại những ký ức của quý vị, tôi thắc mắc bởi vì tôi nghĩ sau khi tạo tâm ấn, mọi nghiệp quả quá khứ đã được cắt đứt. Chỉ còn nghiệp quả của kiếp sống hiện tại để tiếp tục, bằng không quý vị sẽ vãng sanh lập tức nếu không có lý do để sống ở đây, nếu không có cho và nhận, không trao đổi nghiệp quả. Hoặc với chúng sinh trên địa cầu này, thì quý vị chỉ phải ra đi. Quý vị lìa đời dù là ở đâu, chỉ rời khỏi thế giới này. Ít ra, tạm thời nếu đẳng cấp của quý vị thấp và đi mãi mãi, nếu tâm linh quý vị đã tiến hóa cao hơn hoặc minh sư đưa quý vị lên cao hơn. Bây giờ tôi thắc mắc như vậy, thế thôi. Nhưng tôi nghĩ đó là như vậy. Có lẽ đó là vì sao một số quý vị vẫn còn làm mấy điều khờ dại mặc dù quý vị là Phật. Vì quý vị không biết mình là Phật và tiếp tục với những thói quen hoặc với những ảnh hưởng khác từ xã hội và gia đình hoặc từ người yêu hoặc bằng hữu, bất cứ ai. Nên điều đó xảy ra, điều đó có thể xảy ra. Thậm chí loài ma của trí nhớ, ngay cả có thể không phải ký ức của mình mà cũng có thể tạo ra. Hắn có lực lượng rất lớn. Quý vị đã ở trạng thái thứ 11, thứ 12 của tâm trí rồi, có khai ngộ rồi. Nếu hắn có thể gạt quý vị như thế, nghĩa là hắn rất mạnh, mà có thể tạo ra bất cứ gì để gạt quý vị. Ma cũng có thể tạo ra ký ức giả, làm quý vị buồn, cảm thấy bất lực, lạc lõng và mất niềm tin vào sự tu hành. Tôi cũng thắc mắc, làm sao quý vị có thể ổn như thế, ngồi quá lâu trên sàn, cả ngày và rồi đôi khi, dù quý vị lệch một chút, ra khỏi vị trí của mình, nhưng quý vị vẫn ngồi suốt ngày, suốt đêm. Và vì điều đó, ta thật sự thấy rất cảm kích. Tôi cảm kích điều đó rằng quý vị cố gắng rất mãnh liệt, tuyệt diệu. Chỉ có điều hãy giữ tâm quý vị mạnh mẽ, không chỉ tư thế thôi. Ý tôi là giữ tâm trí luôn đúng hướng điều đó, còn quan trọng hơn thân thể mình ngồi thẳng. Bây giờ là trạng thái kế tiếp. Lại nữa, A Nan, khi hành giả ở trong trạng thái định này, thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ. Vào lúc đó họ thấy cảnh giới siêu phàm và tràn ngập lòng biết ơn. Một số quý vị có cảnh giới đó, họ cứ nói: thưa sư phụ, con vô vàn cảm tạ ngài. Con mới thấy Phật hoặc Chúa Giêsu. Bất cứ ai. Một số quý vị có lẽ đã vào giai đoạn này, tràn ngập lòng biết ơn. Tôi thấy quý vị mọi nơi trong những giai đoạn này khóc, biết ơn, cảm giác lạc lõng, cảm giác buồn, cảm giác vui mừng. Tất cả điều này cũng sẽ qua. Họ có cảnh giới siêu phàm. Chà, cảnh giới siêu phàm. Không phải cảnh giới bình thường, cho tới giờ là đã quá hay rồi, nhưng cảnh giới siêu phàm và tràn ngập lòng biết ơn. Trong trạng thái này, họ bỗng dưng có dũng khí rất lớn. Ồ, tôi kể quý vị điều này rồi. Vì họ quá nôn nóng, được tiến bộ nhanh chóng trong tu hành, quá vội thành Phật. Khi quý vị chưa sẵn sàng, một đứa trẻ cần học đi trước những bước nhỏ, trước khi bé có thể chạy. Nếu chạy quá nhanh, sẽ vấp ngã và tự làm đau. Ở bất cứ đẳng cấp nào đều tốt cho mình hết. Dĩ nhiên quý vị muốn thành Phật, nhưng không thể thúc ép được. Mình muốn liễu ngộ quả vị Phật, nhưng phải từ từ. Phải thoải mái, chỉ cần thử thái. Tiếp tục làm những gì quý vị làm là tốt, hiểu chứ? Làm người tốt và thành tín, tập trung. Hãy có lòng từ bi, và rồi bất cứ điều gì đến sẽ đến. Tôi chưa bao giờ, ngay cả ở nơi nào trước đây, tôi không bao giờ nghĩ, tưởng tượng, tin rằng một ngày tôi sẽ ngồi ở đây giảng giải kinh khó hiểu này cho quý vị mà trước đây tôi không bao giờ hiểu lấy một chữ các vị thầy Phật giáo đưa cho tôi.
Họ nghĩ, tôi đã xứng đáng rồi. Trước tiên, họ đưa cho tôi cuốn kinh nhỏ. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, đại khái vậy. Nam Mô Bồ Tát, đại khái vậy. A Di Đà Phật, dễ dàng. Chỉ niệm danh hiệu Ngài rồi mình sẽ ổn thôi. Và từ từ họ đưa cho tôi quyển kinh khác. Họ nói, được rồi, bây giờ cô có thể đọc kinh này. Không phải tất cả họ đưa cho tôi kinh này, không. Vào lúc đó tôi không biết nhiều kinh điển như thế này. Và ở nước ngoài, mình không thể có được kinh này. Ở châu Âu, không có nhiều chùa Phật giáo. Thì lấy ở đâu ra loại kinh này? Vì thầy Phật giáo của tôi, họ mang thêm một số kinh điển bằng tiếng Hoa Lạc Việt Nam. Và rồi họ đưa cho tôi kinh Pháp Hoa sau khi tôi tiến bộ. Nên họ đưa cho tôi kinh khó hơn. Trước đó họ nói, không, cô đừng đụng vô kinh đó, cô không thể đâu, không xứng đáng, quá thấp. Nhưng rồi sau này không biết sao, họ tin tưởng tôi. Họ đưa cho tôi một số kinh khác để đọc. Và họ cũng đưa cho tôi kinh này. Tôi không hiểu gì hết. Cái gì là sắc ấm, cảm giác, nhập định, tâm sáng, cảnh giới mười phương, tâm Phật, ma quỷ, ác quỷ và Phật, tôi không hiểu gì cả. Bây giờ dĩ nhiên, thậm chí tôi không bao giờ tưởng tượng, thậm chí nghĩ tới việc tôi có thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng để nghĩ nữa, rằng một ngày tôi sẽ ngồi ở đây và giải thích kinh này cho quý vị. Tôi nói thật quý vị hay, chuyện gì đến sẽ đến. Khi quý vị không biết đi thì cũng đừng vội, đừng chạy, được không? Như thế mà quỷ sẽ đến tóm lấy quý vị. Bởi vì quý vị vội vàng, muốn làm nhân vật nào đó trong vũ trụ. Hãy bình tĩnh từng bước một. Tôi cũng không nghĩ rằng có ngày tôi sẽ giải thích kinh này cho quý vị. Chỉ mới xảy ra, thông thường tôi chỉ ngồi pha trò và trả lời câu hỏi của quý vị. Nhưng giờ tôi nghĩ quý vị lớn rồi, không cần hỏi quá nhiều câu hỏi nhỏ nhặt nữa. Sư phụ, con thiền thế nào? Làm sao con niệm năm hồng danh? Xin sờ đầu con. Xin nắm tay con. Tôi nghĩ giờ quý vị lớn rồi, giống như sư thầy của tôi, hoặc mấy nhà sư trước đây nói giờ tôi có thể đọc kinh này. Đã đến lúc quý vị có thể nghe kinh này. Có lẽ đã đến lúc, trước đây tôi không nghĩ tới điều này. Kể cả trước đây, vài năm về trước, tôi chỉ nghĩ đọc truyện cổ Phật giáo cho quý vị. Truyện ru ngủ như thế. Vì loại kinh này khó gặp. Và tôi không nghĩ nhiều người có thể giải thích cho quý vị được. Đó là một cuốn kinh cao đẳng trong giáo lý của Đức Phật. Ngài đã dạy các bậc cao tăng đã từng theo Ngài tu hành một thời gian dài. Cảm ơn Sư Phụ. Không có chi. Nếu nó giúp quý vị thì tôi rất mừng, rất vui mừng. Và thật sự cảm thấy thỏa lòng rồi. Nhưng nếu quý vị không hiểu thì cũng chẳng hại gì. Ít ra quý vị có thể nhìn tôi. Bởi vì quý vị đến để nhìn tôi mà, phải không? Quý vị cũng không nghĩ tới điều này. Tôi không biết tại sao Chủ nhật tuần trước tôi chỉ ngẫu hứng hứa với quý vị. Tôi cũng không nghiên cứu. Ý tôi nói, tôi cũng không kiểm tra lại kinh, xem đã đọc đến đâu. Thành ra tôi nói với quý vị, tôi cứ tìm ma quỷ và y cứ biến mất. Tôi quên trang nào rồi, cứ tìm hoài bởi vì tôi nhớ. Đức Phật nói về ma quỷ và tôi cố tìm ma quỷ trong cuốn kinh này. Tôi mất rất nhiều thời gian. Tôi nhớ có một số ma quỷ trong đó, quý vị nhớ không? Và rồi khi hứa hẹn tôi nói chuyện với quý vị, bởi vì một số đồng tu nói với tôi họ đã đăng cấp thứ 7, thứ 8 hoặc thứ 9 rồi. Vì thế tôi nghĩ có lẽ đã đến lúc tôi nên giải thích cho quý vị hiểu. Tất cả ma quỷ này đang rình rập xung quanh. Và rồi tôi nhớ ra có một số trong đây, nhưng vì tôi không biết ở đâu. Đã lâu rồi tôi không biết. Tôi cứ tìm hết trang này sang trang khác và rồi. Tôi đọc nhiều trang mà vẫn không tìm thấy. Không giống như tôi biết nó nằm ở chỗ nào, nhưng tôi đã hứa rồi, thì tôi phải tìm mấy con ma. Và giờ quý vị có một số rồi.
Hỡi ôi, kinh khiếp. Họ thậm chí không nghĩ là có Phật nào bên trên họ. Như vậy không tốt. Nên ma của trí nhớ cột tâm họ vào một chỗ. Tưởng tượng xem, đó là một loại đau khổ không thể điều khiển đầu óc mình. Ma giam giữ đầu óc ở vùng trí nhớ. Và y làm hành giả tràn ngập với đủ loại ký ức xấu mà họ không muốn nhớ. Điều này chỉ là khi nào vãng sanh quý vị mới nên biết điều đó. Đối với người thường, mọi việc làm trong cả cuộc đời, hoặc có lẽ ngay cả từ kiếp trước sẽ tràn về với họ ngay giây phút họ ra đi. Linh hồn ra đi để nhắc nhở rằng họ đã không tốt. Cho nên, bản án mà họ nhận lãnh sau khi rời khỏi thân thể là rất đích đáng. Chỉ người thường khi chết mà không có minh sư, không có hướng dẫn, không có bảo hộ mới trải nghiệm điều đó. Bây giờ, quý vị cũng phải trải qua điều này. Không thể cựa quậy, không thể trốn tránh. Giống như ai đó ép buộc mình xem đĩa DVD hoặc truyền hình mà mình không muốn xem. Vô cùng bất lực, kinh hãi và khiếp sợ, đau lòng nữa. Không lạ gì. Tuy nhiên, trong giai đoạn nhập định này, họ có thể đi xa hơn. Nó sẽ qua nếu quý vị có đức tin vào Minh Sư và giáo lý của Ngài. Quý vị sẽ vượt qua. Lại nữa, khi ở trong trạng thái định này, hành giả thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ, sức huệ hơn định không tệ lắm. Sức huệ hơn định, trí huệ trở nên mạnh hơn sự kiên định trong thiền. Đó có nghĩa là mạnh hơn sự nhập định của họ. Và họ mắc lỗi do trí mạnh mẽ, sắc bén. Tính khí trở nên bất ổn bởi vì trí huệ trở nên quá mạnh, làm mất sự điềm tĩnh của họ. Khi trong nhập định, hành giả sẽ kiên định, bình an, điềm đạm và rất bình tĩnh. Nhưng bởi vì bây giờ họ biết quá nhiều, họ có trí huệ, vì vậy thông thường chúng ta muốn có thêm nhiều trí huệ, sư phụ con muốn trí huệ. Nhưng nếu quá nhiều thì quý vị bị mất cân bằng. Quý vị mất cân bằng và rồi dĩ nhiên không chịu đựng nổi. Trí huệ sẽ làm quý vị cảm thấy bồn chồn và sẽ trở nên bốc đồng. Được rồi, tốt. Họ giữ tánh siêu việt trong tâm. Lỡ mình là Đức Phật Tỳ Lô Xá Na, một dạng Phật nào đó, được chút ít sở đắc, tự cho là đủ. Đức Phật thật sự không rộng lượng. Lên đến cảnh giới thứ 10, 11, 12, 13 rồi, có trí huệ, tài tiên tri và đủ thứ, làm sao Ngài nói có chút thành tựu? Ồ, xin trông chừng bản ngã của quý vị giùm tôi. Chỉ là chút thành tựu thôi. Vì tôi thấy một vài quý vị, ồ, cô ấy là Phật, Phật sư tử, rồi ra ngoài nói với mọi người, quý vị phải làm điều này, quý vị phải làm điều kia. Quá tự hào, chỉ có chút thành tựu thôi. Hiểu chưa, anh kia? Trạng thái này gọi là dụng công mà quên mất tánh, suy xét thường xuyên, ngưng trệ nơi tri kiến. Được, giờ tâm quý vị có thể ổn định rồi, có thể điều khiển tâm mình. Vì vậy, sẽ không bị ma ký ức kèm kẹp nữa. Được, tốt, nhưng quý vị vẫn quên. Đức Phật nói, quý vị quên mất tánh suy xét thường xuyên, rồi ngưng trệ nơi tri kiến. Quý vị quên, bởi vì bây giờ mình quá vĩ đại rồi, quý vị cảm thấy mình rất vĩ đại, quá nhiều trí huệ, và rồi quên mất. Quý vị quên rằng đó chỉ là chút thành tựu thôi, và nó sẽ trôi qua. Quý vị quá bận với mấy ý tưởng mới, xuất phát từ trí huệ mới của mình mà chưa bao giờ có trước đây. Quý vị nghĩ mình to tát và vĩ đại và có những tri kiến khác mà chưa từng có trước đây. Chà, quý vị to tát, trọng đại. Nếu biết thì không mắc sai lầm. Họ nên biết chỉ là một trong các giai đoạn mà mình sẽ đi qua. Thể nghiệm này chẳng phải là chứng thánh. Chưa,
Trời ơi, chúng ta sẽ ở đâu? Khi nào mới có thể chứng thánh? Chào ơi! Vẫn còn rất nhiều ma sẽ tới. Nhưng nếu cho là chứng thánh, thì loài ma hạ liệt, chuyển tánh, thấy đủ, nhập ngay vào tâm phủ, chỉ là loài ma thấp kém. Ngay khi gặp người, liền tự xưng, ta đã liễu ngộ vô thượng đệ nhất nghĩa đế. Tôi đây, nhìn tôi xem. Khi mất chánh định, chắc chắn bị chìm đắm. Để tôi uống nước đã. Chưa mà, khi nào tôi uống quý vị vỗ tay. Như thế quý vị không nghe tôi, rồi cảm thấy khác. Xin lỗi. Tôi nói đùa thôi. Trời ơi, trí huệ quý vị đâu rồi? Quý vị đang ở giai đoạn nào vậy? Mùa đông của linh hồn hay gì đó hả? Tốt. Chúng ta chỉ đùa cho vui. Thư giãn đầu óc một chút cũng tốt. Ồ, tôi thấy quý vị ai cũng rất căng thẳng. Ồ, gì đây? Điều gì kế tiếp đây? Loại ma nào sẽ tới? Hôm qua, không, hôm trước, khi các ban khánh thành, tôi không biết chuyện gì xảy ra, nhưng tôi cảm thấy rất căng thẳng. Bình thường tôi rất thoải mái. Hôm đó tôi không biết một vài MC rất... Sư phụ, họ quá hồi hộp. Họ hồi hộp à? Họ rất căng thẳng, họ run à? Tại sao? Họ run sao? Dạ. Ôi chà. Tưởng tượng, họ mà làm mấy việc khác thì sao nữa? Chỉ cầm máy vi âm, hoặc cái kéo thôi. Còn có thứ để nắm lấy rồi. Thảo nào tôi cũng thấy bên trong cứng đơ. Tôi hỏi chuyện gì vậy? Nhưng tôi có thể làm gì đây? Tôi vẫn phải chặt trái dừa. Lần sau chúng ta đừng chặt dừa nữa. Trái dừa đáng thương, tôi không biết tôi học điều đó nơi nào đó ở Ấn Độ. Tại sao họ lại chặt dừa trong mấy buổi lễ? Họ chặt dừa để phá vỡ ngã chấp, thưa sư phụ. Để phá vỡ ngã chấp. Dạ, đó là điều tốt. Ý nghĩa là vậy. Tốt. Vậy hôm qua ý họ là tôi nên hy sinh cái ngã của tôi sao? Hôm mà tôi chặt trái dừa đó. Được rồi. Lần sau tôi sẽ không chặt nữa. Bằng không, mọi người sẽ nghĩ tôi có cái ta. Tôi không có cái ngã nào. Tôi rất khiêm nhường. Quý vị và tôi đều khiêm nhường. Tôi là người khiêm nhường đến vậy, quý vị thấy không? Ngồi ở đây rất khiêm nhường. Tôi có thể làm gì đây? Nếu làm thầy, mình phải dạy, đúng không? Ngã chấp hay không? Được rồi. Có cảm thấy tôi có nhiều ngã chấp không? Dạ không. Tại sao? Vô Thượng Sư ngồi đây. Giảng giải cuốn kinh khó hiểu mà không có ngã chấp. Dạ không, làm sao có thể được? Chúng con cảm nhận tình thương sư phụ. Tôi hẳn là giấu ngã chấp nơi nào đó, đúng không? Trong túi hoặc trong giày. Chúng con cảm nhận tình thương của Ngài. Ồ, cô cảm nhận tình thương sao? Cô nói cô cảm nhận tình thương. Tình thương, cô nói tiếng Anh xứ nào vậy? Canada? Dạ, Bosnia. Cô là người gì? Dạ, người Bosnia. Tiếng Anh của con bập bẹ, người Bosnia. Cô cảm nhận tình thương, cô nói thương thương. Dạ, tình thương. Được, tốt tốt. Anh cũng cảm nhận tình thương hả? Dạ không, thưa sư phụ. Dừa bên ngoài có màu nâu giống như đầu óc mình. Khi mình chặt vỡ dừa bên trong có màu trắng, trắng giống như linh hồn. Con thuần khiết, bây giờ con hàng thuận. Ồ, hiểu rồi. Thật đáng tiếc. Tôi thích trái dừa đó. Tôi rất muốn ăn. Ở Thái Lan có một sư tỷ của quý vị. Có một nơi để thiền. Chỗ rộng nhưng không ai đến bởi vì đối với họ ở Bangkok thuận tiện hơn. Và tôi ở đó. Quanh đó có rất nhiều, nhiều dừa. Người láng giềng rất tốt bụng. Vài ngày lại đến một lần. Con phải hái mấy trái dừa này cho ngài bởi vì dừa đã chín. Chỉ cần nhìn là họ biết dừa chín bởi vì cả đời họ sống với dừa. À, buồn cười lắm. Họ hái dừa xuống và lập tức chặt chặt. Bắt tôi phải ăn. Tôi rất thích dừa. Mỗi ngày tôi ăn cỡ 3-4 trái. Sau này tôi tự học bổ dừa nên tôi chỉ tự làm. Ôi chào, tuyệt diệu. Tôi có một buồng dừa lớn để dưới gầm bàn.
Tôi tự làm lấy thôi. Cắt bỏ lớp vỏ bên ngoài và rồi giữ trong tay, chặt chóp dừa, trái dừa, thế là mình có thể ăn. Tôi không cảm thấy thích làm như thế nữa, thậm chí tôi cảm thấy thương xót trái dừa, nhưng tôi thích nước dừa và cùi mềm bên trong. Họ ép tôi ăn. Tôi đã tình nguyện ăn. Mỗi ngày tôi vui hưởng nơi đó thỏa thích. Không có gì ngoài cái máy trong suốt nhỏ và một số dụng cụ nấu ăn. Và tôi rất thích nơi đó, nhất là dừa, mỗi ngày. Mấy người láng giềng cũng vậy, tất cả thân nhân bằng hữu hoặc gia đình của hai sư tỷ quý vị, người đã xây nơi đó, họ vô cùng thương quý tôi. Mặc dù họ không phải là đồng tu, nhưng hiểu minh sư nghĩa là gì. Luôn luôn sư phụ thế này, sư phụ thế kia. Chúng tôi hòa hợp lắm. Thành ra tôi thích nơi đó. Họ tận tâm, nhưng họ để tôi yên. Mối quan hệ láng giềng rất bình thường và rất thương yêu, tử tế. Chúng tôi hòa hợp tuyệt vời. Nên đây là vấn đề khi người nào đó nghĩ rằng do ảnh hưởng này của ma quỷ, hành giả, ma này rất dễ dàng toại nguyện. Chỉ có một chút thành tựu mà họ đã cảm thấy vĩ đại rồi, nên ma ảnh hưởng người này. Người có lẽ quá nôn nóng để trở thành gì đó. Do đó, ma quỷ sẽ đến, làm cho họ cảm thấy họ đã là Phật rồi, sau đó họ không nhìn được nữa nên khoe khoang với mọi người rằng mình là Phật. Đây là sự khác biệt. Khi thu nhận người đệ tử đầu tiên, tôi thậm chí không biết mình là minh sư. Họ ép tôi làm việc đó, chỉ vì họ nghĩ tôi là gì đó. Vì tôi chỉ nói, anh có cuốn kinh mà tôi muốn. Họ nói họ không có, tôi nói anh có mà. Tôi thấy nó trong tiệm của anh. Và rồi lát sau họ tìm được trong phòng chứa đồ của họ. Tôi nói tôi thấy cuốn kinh này màu gì, tựa đề là gì. Lúc đó tôi đang tìm cuốn kinh Chí Tôn Ca và không có tiền mua quyển kinh lớn. Tôi nói anh có cuốn kinh rất nhỏ khoảng cỡ này. Tôi miêu tả kích thước, bìa mỏng, sách nhỏ, cô đọng, giá rẻ. Không có tiền, rất ít tiền, nhưng tôi vẫn muốn học, muốn đọc Chí Tôn Ca. Và họ nói họ không có, họ đã bán hết lâu rồi. Tôi nói, nhưng anh có, tôi thấy nó. Thành ra tôi đến đây để hỏi mua. Hôm qua tôi thấy nó trong tiệm anh. Lúc đó tôi không mang theo tiền. Hôm nay tôi mang tiền tới, tôi muốn mua. Họ nói không, đã lâu rồi chúng tôi không có sách đó. Chắc cô nhầm với sách khác. Tôi nói không, đó là sách Chí Tôn Ca màu xanh. Và bên ngoài chỉ viết màu đen. Khoảng cỡ này. Không có, thưa cô. Lần trước, lâu rồi, không có. Tôi biết tôi có gì trong tiệm sách của tôi. Đó là tiệm sách rất nhỏ ở Ấn Độ. Họ không có cửa hàng lớn, nhất là ở nơi nào đó. Gần Rishikesh và những nơi như vậy, họ không có mấy thứ đó. Một tiệm sách nhỏ, chỉ nhỏ, cỡ như thế này. Và rồi, lúc tôi đi ngang qua, ngày hôm sau, họ nói, ồ, mời ngài vô đây, chúng tôi có sách đó cho ngài. Tôi không nhớ hôm đó có mang tiền hay không. Tôi phải quay lại mua rồi sau đó. Mọi người gọi nhau, quý vị biết, người Ấn Độ mà ha. Ở đó họ không có báo chí, nhưng họ có báo chạy bằng hai chân. Và mọi người nói, hãy tới, tới, xem nhà tiên tri. Họ gọi bằng tất cả danh hiệu nào, nhà tiên tri, hiền nhân, đại khái vậy. À, ngài biết hết mọi thứ, ngài biết chúng tôi có cuốn sách, ngay cả trong thùng để trong kho. Và rồi họ giải thích rằng họ đã đặt hàng. Và sách đã tới, nhưng họ không biết là họ có, vì một người khác trông coi cửa tiệm, và hôm đó anh ta không có mặt. Rồi thì cuốn kinh vẫn còn trong thùng, có nhiều sách. Rồi họ hỏi, ngài muốn mua bao nhiêu cuốn? Tôi nói, chỉ một cuốn, vì họ có rất nhiều sách đó trong một thùng, và tôi nói, tôi chỉ muốn mua một cuốn thôi. Rồi thì họ nghĩ tôi là người này, người nọ, hiền nhân, tiên tri, và họ gọi mọi người, nên một số người trong số họ. Tôi nghĩ đó là người chủ tiệm, cũng được gọi vô để làm chứng, và rồi anh ta muốn làm đệ tử của tôi ngay lập tức. Tôi nói không, tôi không là minh sư, anh có quá nhiều đạo sư rồi. Tôi ở đây chỉ để học hỏi. Tôi là người hành hương, tôi đang tìm minh sư, vân vân. Nhưng lúc đó tôi đã tu pháp môn Quán Âm rồi. Và rồi người khác nói, ồ, tôi thấy hào quang của ngài. Người khác nhìn tay tôi, ồ, không lâu ngài sẽ thành Phật. Vân vân. Do đó tất cả họ tung hô.
Tôi không nhớ bản ngã của tôi có nổi lên hay không, nhưng chắc chắn không phải khó chịu, chỉ như ngạc nhiên và khiến tôi cảm thấy hơi căng thẳng. Tôi hả? Phật hả? Ờ, chắc nói giỡn. Nên tôi không nghĩ gì về điều đó. Không nghĩ nhiều lắm. Tôi hỏi anh ta, ồ, nếu anh muốn, tôi không biết cách dạy anh, nhưng nếu anh thật sự muốn thì ngày mai anh trở lại đây, sang bên bờ bên kia sông Hằng. Lúc đó, như là màu mưa, sông Hằng rất khó đoán được. Và tôi nói, đến vào lúc sáng sớm, lúc 4 giờ, 4 giờ sáng không có thuyền, không gì hết, nhưng tôi không biết là có một cây cầu cách xa chỗ đó mà anh ta có thể băng qua cầu và đến chỗ tôi bờ bên kia. Tôi nghĩ bởi vì họ nói như thế, tôi không tin tôi là Phật, không là gì hoặc minh sư không, vì vậy tôi bảo anh ta như thế để anh quên đi. Không, anh ta không quên, anh thật sự đã đến. Tôi tưởng anh ta không làm được, 4 giờ sáng không có thuyền, và nước chảy cuồn cuộn, thậm chí không có thuyền nào tới được, thậm chí không sang sông được. Hơn nữa, cũng quá sớm. Nhưng tôi không biết rằng có một chiếc cầu. Có chiếc cầu cách xa chỗ đó. Anh ta đến hơi muộn vì phải đi qua cầu cách xa cửa tiệm. Nhưng anh ta tới và vì thế anh là đệ tử đầu tiên của tôi. Nhiều năm sau tôi trở lại đi ngang qua cửa hàng. Anh ta vẫn còn đó. Ồ, đại đạo sư của tôi, đại đạo sư đến rồi. Anh ta thông báo cho mọi người bất cứ ai anh ta gặp được. Quý vị biết là tôi chỉ cao 1m4 gì đó. Đại đạo sư của tôi, đại đạo sư đến rồi. Tôi rất ngượng ngùng. Sau đó anh ta mời tôi về nhà anh ta và tôi lo lắng. Tôi đến từ quốc gia Tây Phương. Anh ta tôn thờ tôi như thế, ngưỡng mộ như thế. Tôi nói hãy cẩn thận, vợ anh có nói gì không? Dù tôi đang ở Ấn Độ, tại Ấn Độ, và không bao giờ rời xa chồng hoặc tôi không nghĩ họ gây chuyện gì, nhất là đối với vị thầy của mình. Nhưng tôi sống bên Tây Phương. Đến đó chỉ mới 1-2 năm, nên vẫn lo lắng về người vợ. Anh nói, dạ không, không vấn đề, xin mời ngài đến. Và người vợ chỉ ngỏ lời chào thế thôi, và cô ấy biến mất. Cô ấy thậm chí không ở lại đó. Có lẽ cô ấy đã có vị thầy khác rồi, tôi không biết. Sau đó chúng tôi nói chuyện và rồi anh ta mời những người khác đến, mời gặp đại đạo sư của tôi. Ôi trời ơi, đó là lần đầu tôi biết làm thầy là như thế nào. Mình chỉ ngồi đó và không nói gì cả, thế là tốt nhất, vì mình có thể nói điều gì đó không đúng. Theo truyền thống Ấn Độ, chỉ ngồi ở đó, mọi người đến, mình gật đầu. Tốt, tốt. Hari Krishna, Hari Ram, ban phước cho quý vị, bất cứ gì cứ nói om. Thế là họ vui. Họ mừng và rồi họ rời chỗ đó. Sau đó tôi nói tôi phải đi, bởi vì tôi muốn trốn khỏi cái cảnh sùng bái này. Tôi không thoải mái, không quen như vậy. Đạo sư mới ra đời, đạo sư bé bỏng. Nó còn tệ hơn. Lễ khánh thành chặt dừa hôm qua. Mọi ánh mắt đổ dồn vào mình. Hôm qua tôi đã quen hơn với hàng ngàn người rồi. Nhưng thời đó tôi còn chưa tới 30 tuổi. Và mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi. Ngôi làng thì nhỏ nhưng có rất nhiều người. Và tôi thật sự căng thẳng, không thoải mái làm đạo sư. Sau đó tôi ra đi. Tôi không bao giờ quay lại nơi đó nữa. Tôi không bao giờ đi ngang qua cửa tiệm của anh ta nữa. Làm đạo sư lúc đó thật sự chưa phải là thời điểm thuận lợi. Chúng ta tiếp tục nhé. Lại nữa, khi ở trong trạng thái định này, hành giả thấy sắc ánh tiêu dung. Hành giả vẫn còn ở đó. Họ vẫn còn thấy sự tan rã của sắc ấm. Như chúng ta đã đề cập trước đó, vì các hình tướng của sắc ấm nhiều vô số kể. Hôm nay hành giả thấy một số, rồi hôm sau hoặc tuần sau họ lại thấy một số khác. Vì đời đời kiếp kiếp tư tưởng của chúng ta là bất tận. Vì vậy, chúng ta tạo ra hình tướng và cảnh vật bất tận và những thứ như thế. Chính vì thế một số quý vị đôi khi ngồi nhập định hỏi tôi, thưa sư phụ, con thấy một số sông núi và cảnh tượng đẹp, không như thiên đàng mà cảnh thường. Đó là bởi vì tư tưởng hoặc tâm sáng tạo của quý vị đã tạo ra những cảnh đó. Và lực lượng minh sư đã cắt nhiều lắm rồi. Bằng không, tôi nghĩ quý vị sẽ đi qua 10 và 12 trạng thái, không biết đến bao giờ quý vị mới thoát ra.
bị sự sáng tạo bên trong của chính mình mê hoặc và nghĩ, cha, ta đã là gì đó rồi. Ngày mai ta sẽ thành Phật. Hoặc có lẽ ta là Phật rồi mà sư phụ không muốn cho ta biết. Lại nữa, trong trạng thái định này, thật ra điều đó không giúp gì cho ngã chấp của quý vị. Tôi nhớ một thời gian trước đây tôi tuyên bố người nào đó ở cảnh giới thứ năm chỉ là tạm thời thôi, vì sau đó họ cảm thấy quá sung sướng và mọi người vây quanh tôn thờ họ quá mức, họ rớt cái bụp thật nhanh. Do đó tôi không nói gì thêm nữa. Bây giờ tôi im, khóa lại. Nếu quý vị biết mình ở cảnh giới thứ năm thì quý vị không phải ở đó, hiểu chưa? Chỉ cần chắc chắn. Chỉ chắc chắn là quý vị không nghĩ mình ở đó. Không có cách nào biết được. Không có cách nào. Thiên đàng phải thông báo quý vị. Tới khi quý vị hoàn toàn rõ ràng, như thiên thần Gabriel tới nói cho đấng tiên tri Mohammed biết, thế dù vậy bình an đến với ngài. Bây giờ ngay cả hành giả này thấy sắc ấm biến mất và hiểu rõ thọ ấm, nghĩa là họ biết rõ bây giờ tất cả đều là ảo tưởng. Họ biết, họ hiểu điều đó. Nhưng dù là vậy, tôi biết họ chưa đạt được kết quả nào. Bởi vậy, trên thế gian, thời đó chỉ có một Đức Phật, chỉ có một Đức Chúa Giê-xu, có thể đi qua tất cả những điều này và sống sót, chưa nói tới chuyện thành Phật. Đời đời kiếp kiếp phải tu hành, và luôn luôn có tình thương và lòng từ bi đối với mọi chúng sinh, và cắt đứt ngã chấp, cắt tất cả mọi tham vọng được nổi tiếng, giàu sang được cúng dường, và được các đệ tử tôn thờ. Ai có thể làm mấy điều này? Thành ra sự thật là thời đó chỉ có một vị Phật, nên mọi người nói khó gặp được Phật. Các đệ tử của Ngài tán thán Ngài vì biết rằng quá hiếm, rằng chúng con quá may mắn gặp được Như Lai. Và những điều như thế, họ luôn luôn hỏi Ngài họ đã tu hành bao nhiêu tỷ kiếp để gặp được Như Lai. Trong kiếp này, tất cả họ đều vô cùng biết ơn, thế mà vẫn không thể tin được. Có thể đúng, để quý vị đọc tất cả những điều này, tạo được một vị Phật, không dễ. Hôm đó, sư tỷ của quý vị nói, chỉ có một vị trên thế gian, cô ấy là ai? Bây giờ cô ấy đâu rồi? Cô ấy vẫn còn đó chứ. Minh sư đầu tiên của cô thật sự nói vậy à? Vị này cũng cao đẳng, bởi vì ông chỉ nhắm mắt là ông có thể thấy rồi. Ông không phải thiền lâu. Dạ không, ông chỉ nói bây giờ chỉ có một vị. Và rồi ông yên lặng lâu hơn một chút. Rồi ông thì thầm, có lẽ hai vị, nhưng ông không chắc. Về vị thứ hai đó, ông chỉ nói bây giờ chỉ có một vị. Một vị thì chắc chắn rồi, dạ, hai vị thì tốt hơn, phải không? Dạ không, tốt hơn, phải, tôi ước vậy. Để hai vị có thể phân chia công việc. Như vậy tốt hơn. Tại sao cô lại rời ông ấy? Tại sao cô lại đến đây? Vì ông... Con không biết gì hết. Ồ, vào lúc đó, ông thật sự gieo hạt giống trong đầu con và cố gắng đánh thức con để gia trì cô, để cô có thể thức tỉnh hơn, để tự mình đi tìm. Dạ, ông nói rằng trong kiếp sống của tôi, ông nói về chính mình. Trong kiếp này, tôi đã gặp năm bậc khai ngộ và... Ông hả? Dạ, ông đã gặp. Và một trong năm vị đó là Ngài Baba Sawansi. Dạ, dạ phải. Và ông nói với con, ông nói chuyện rất bình thường, chỉ để khơi dậy sự tò mò, chú ý. Dạ, và rồi, nhưng lúc đó con không biết, khi con về nhà, thì mọi việc mới bắt đầu trở nên sáng tỏ với cô. Dạ, mọi thứ thật rõ ràng, những gì ông nói, hiểu. Và rồi ông nói, tôi đã gặp Ngài Baba Sawansin, và tôi hỏi Ngài nhiều câu hỏi, và này nọ. Và ở Ấn Độ, thưa sư phụ, có hàng ngàn người, nên có được cơ hội nói chuyện với minh sư không phải dễ. Dĩ nhiên rồi. Dạ, và ông nói Ngài Baba Sawansin nói chuyện với ông cả tiếng đồng hồ. Chà, và rồi Ngài vòng tay ôm ông để tiễn ông.
nào. Khi ông sắp rời khỏi, ông nói ông vô cùng may mắn. Dĩ nhiên rồi. Nhất là ở Ấn Độ, có hàng trăm ngàn người luôn luôn ở đó. Và khi ông nói như thế, con chỉ ngẫu hứng hỏi, giống như một đứa trẻ, con cũng có thể gặp năm vị đó không ạ? Con cũng có thể gặp năm bậc khai ngộ đó không ạ? Con hỏi những gì ông đã nói. Có thể giống vậy không ha? Dạ, dạ, khi đó ông chỉ một vị là đã may mắn rồi, năm vị. Dạ, đúng vậy. Sau đó ông nhắm mắt lại và nói, bây giờ họ đã đi rồi. Không còn năm vị nữa. Ông nói, có một vị thôi, chỉ còn một vị. Nhưng con quá khờ, lúc đó con không biết gì cả. Nếu con thông minh hơn một chút, thì con đã hỏi, vị đó là ai? Dĩ nhiên. Có lẽ chưa tới thời điểm của cô. Dạ không, dạ không. Sau đó con về nhà. Và rồi con nghĩ, bây giờ sao đây? Mình làm gì bây giờ? Mình đi đâu đây? Vâng, con có một điều đó. Vì cô không hỏi nên ông không thể nói cho cô biết. Dạ, đôi khi như thế đó. Dạ, cô phải hỏi như A Nan, lẽ ra nên thỉnh cầu Phật ở lại trên thế gian. Tôi ước chi A Nan đã thỉnh cầu, thì tôi có thể ngủ mỗi đêm. Cảm ơn sư phụ vô vàn. Con thật vui là cuối cùng con đã tìm được ngài. Cảm ơn sư phụ. Tôi mừng là cô tìm được tôi. Hoặc ngài tìm được con. Sao cũng được, tôi mừng là cô ở đây. Đệ tử tốt cũng khó tìm. Không chỉ sư phụ tốt. Có lẽ khó hơn. Nhiều tín đồ nhưng không nhất thiết có đệ tử. Khi đệ tử sẵn sàng, minh sư sẽ xuất hiện. Được rồi, nếu người đó là đệ tử, ngài có thể đến, đệ tử có thể đến, nhưng có thể không phải đệ tử. Thật ra tôi may mắn, tôi có 63% những người tốt là những người tu hành tốt. 63% của số người theo tôi, những người theo tôi tung hô và vỗ tay này kia. Không đến nỗi nào. Khi ở trong trạng thái định này, hành giả thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ, nghĩa là họ biết tất cả đều là ảo tưởng. Họ biết mấy điều đó, nhưng chỗ chứng mới chưa được, còn tâm cũ đã mất. Hành giả chưa đạt được gì mà sự khai ngộ của họ trước đó cũng biến mất luôn. Trời ơi, họ lại bị lạc nữa. Đôi khi đồng tu luôn phàn nàn như là, ồ, sư phụ ơi, dạo này con không thấy gì nữa, con không nghe gì hết, vân vân và vân vân. Tương tự, có lẽ quý vị bị lạc trong trạng thái tạm thời này. Xem xét kỹ hai bên, thấy mình như gặp hiểm nạn. Hành giả có thể cảm thấy chán chường, lo lắng. Tâm bỗng nhiên thấy buồn vô hạn, như thể ngồi trên giường sắt, hay như uống thuốc độc, không muốn sống nữa, thường mong người khác hủy hoại thân mình để chống giải thoát. Nên điều này thật sự rất nguy hiểm. Nếu tu hành mà không có hướng dẫn, mình có thể rơi vào loại hoàn cảnh này. Đức Phật nói chuyện với các tỳ kheo, nhưng thật sự không phải về chính các tỳ kheo, nhớ không? Vị A Nan hỏi Ngài, trong tương lai, khi Đức Phật không còn tại thế, làm sao ông có thể giúp tha nhân đạt khai ngộ? Vị A Nan nói, ta đã được truyền pháp môn tốt và ta đã ở trong pháp rồi, nhưng nhiều chúng sinh khác ngoài kia bị lạc trong vô minh, nên đó là lý do Đức Phật nói mấy điều này. Trong tương lai xin hãy thậm chí làm kỹ nữ, làm đồ tể, làm việc giống họ để ông có thể mang tâm họ đến bờ giác ngộ. Nhớ câu đó ha. Do đó mấy điều này giống như di chúc, một chút thư cho các đệ tử tương lai của A Nan hoặc của La Hầu La hoặc của Văn Thù Bồ Tát lúc đó. Trạng thái này mà họ vừa vào với quá nhiều ưu sầu, bất lực và tuyệt vọng,
được gọi là tu hành, xài mắt phương tiện. Nếu biết được, thì không lầm lỗi. Thể nghiệm này không phải là chứng thánh. Nhưng nếu nghĩ mình đã chứng thánh, thì sẽ bị loài ma ưu sầu nhập vào tâm phủ, tay dùng dao kiếm, tự cắt thịt mình. Đó là lúc mình tọa thiền mà không có hướng dẫn. Thích tự sát. Nếu không, thường bị ưu sầu, chạy vào rừng sâu, không thích gặp người. Khi thiếu chánh định, chắc chắn sẽ bị đọa lạc. Ôi trời ơi, tôi nghĩ quý vị nghe đủ ma quỷ cho một ngày rồi, phải không? Đã 1 giờ rồi. Được rồi, được rồi. Vì vậy, nếu có ai đó, nếu quý vị gặp người nào đó mà không có minh sư hoặc với loại giáo lý khác và không được hướng dẫn phù hợp và họ đã rơi vào giai đoạn như vậy, như được Đức Phật đề cập ở trên, thì xin hãy giúp họ giảng giải hoặc đưa cho họ băng này để nghe và nói quý vị lắng nghe băng đó và rồi thoát ra khỏi giai đoạn đó hoặc tìm vị hướng dẫn. Đừng làm vậy một mình. Thành ra tôi bảo họ viết ra trên truyền hình Vô Thượng Sư để cảnh báo mọi người, nói rằng đây không phải là hướng dẫn đầy đủ và phù hợp. Xin đừng tự tu tập. Thậm chí chỉ 1 hoặc 2 câu họ cũng có thể nắm lấy và suy nghĩ được, tôi có thể tọa thiền và tôi có thể thành Phật, vân vân. Rồi, ngày mai chúng ta tiếp tục. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị làm thính giả tốt. Cảm ơn sư phụ tới gặp chúng con. Quý vị kiên nhẫn, rất kiên nhẫn. Ngồi trên sàn lạnh suốt ngày rồi mà vẫn cần phải nghe. Chúng ta nên thật sự cảm ơn các vị minh sư, chư tăng ni, học giả quá khứ, những người đã dành thời gian để ghi chép lại lời dạy của Đức Phật sau khi vị minh sư nhập Niết Bàn, và cả những người trong quá khứ và hiện tại, cư sĩ hoặc chư tăng ni, những vị thật sự tận tâm, hy sinh thời gian và sức khỏe quý báu của họ hoặc trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào để dịch kinh điển, để tôi có thể đọc cho quý vị, chúng ta phải cảm ơn họ. Chúc họ được ban phước mãi mãi. Bởi tất cả chư Phật quá khứ, hiện tại và tương lai, chúc họ công đức vô lượng, mong họ được giải thoát mãi mãi. Cảm ơn quý vị, tất cả các vị minh sư mà mình nghe hôm nay. Trên thực tế, con đã nghe một người đi tìm minh sư tại thế, họ đến trung tâm của chúng ta, và cô ấy nói rằng cô ấy phải một số giống như truyện kinh dị, như họ phải đi nơi nào đó và diện kiến trực tiếp với một vị thầy, nhưng thật sự không biết vị thầy đó là ai. Phải. Nhưng khi chúng con ngồi đây lắng nghe Ngài, không có minh sư nào dạy như Ngài giảng dạy và ban cho chúng con những lời hướng dẫn mà chúng con cần có. Và thật ra tối nay con ngồi đây và con có rất nhiều thể nghiệm và nhìn thấy rất nhiều thứ mà con giữ cho riêng mình. Nhưng bây giờ khi Ngài nói về ngã chấp và mọi điều về nó, con mừng là con đã giữ riêng cho mình. Anh nói đúng, được rồi. Tốt cho chúng ta biết thêm một chút so với điều mình đã biết. Nhưng hãy nhớ, ngã chấp không chỉ thuộc về một người nào trong quý vị. Khi Đức Phật còn tại thế, Ngài giảng diệu pháp này, chân lý, và Ngài nói Ngài sẽ truyền tâm ấn cho bất cứ ai muốn học. Tôi nghĩ như khoảng 2.000 tỳ kheo đã rời khỏi pháp hội của Ngài
Bởi vì họ nghĩ họ là tỳ kheo, họ biết hết mọi điều rồi, họ không cần học với Đức Phật. 2000 là một con số, có lẽ 1850. Nên không phải ai cũng hiểu được. Cho dù vị Phật tại thế ở ngay trước mặt, họ cũng sẽ không nghe, ngã chấp. Có lẽ một số tỳ kheo đã đạt được một số đẳng cấp mà chúng ta đã đề cập, mà Đức Phật đã đề cập, nên họ nghĩ Đức Phật chỉ nói điều vô lý. Họ là tỳ kheo thánh thiện đã có ánh sáng, hoặc bất cứ gì họ có thể nghiệm vẫn dễ bị ảo tưởng, mà vườn dẫn lạc lối. Chỉ cần cẩn thận, thế thôi. Vậy nhé, cho dù quý vị học với tôi, có sự bảo vệ, nhưng nếu ngã chấp xen vào, nó có thể gây rắc rối cho quý vị. Được rồi, chúc ngủ ngon. Dạ, chúc sư phụ ngủ ngon. Thương quý vị. Cảm ơn quý vị. Hả? Gì vậy? Quý vị cần gì à? Được rồi, cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn quý vị. Thôi nha. Tôi chúc quý vị thiền tốt. Dù quý vị thiền thế nào, chúc quý vị được gia trì, được thương, được vui. Quý vị ổn mà. Cảm ơn sư phụ. Quý vị ổn, quý vị giỏi lắm. Hẹn gặp lại quý vị. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn sư phụ. Xin biết ơn sư phụ. Không có chi. Được rồi, ít ra ở đây nhiều người có thể nhìn thấy tôi trực tiếp. Dạ, hơn là ở đó. Tôi sẽ đi xuống dưới đây để những người bên dưới quý vị có thể thấy tôi giây lát và rồi tôi sẽ đi.